sự tàn khốc ác liệt của hắn đã hình thành một loạt sát khí vô khí trong mắt bọn ta, chèn ép lên mắt, đến việc thở, khiến cho ta cũng không dám thở. Ta nấp đằng sau một cái cây, lo sợ giọt mồ hôi rơi trên xác lá khô sẽ bị hắn nghe thấy. Đã từng tung hoành ngang dọc không đối thủ trên giang hồ như bọn ta, nhưng khi đứng trước hắn lại như chó ở nhà có tang. Dương Quả dường như càng hung bạo hơn mỗi một động tác của hắn, trông giống như các loài thú dữ đang chuẩn bị bắt mồi. Dương Quả, ta mới là đối thủ của ngươi. Ta khó mà tưởng tượng đang đối diện với hắn. Giảng đại ca có cảm nhận gì không? Lúc đó ta mới hiểu cha ngươi là một anh hùng thật sự, còn bọn ta ngoài võ công cao cường ra chỉ là đám sợ chết. Ta núp đằng sau cái cây phía bên trái Dương Quả, hắn ở sau cái cây phía bên phải hắn, núp xảo thủ đường. Dương gốc với bên trái là Dương Lão Đại, Dương gốc với bên phải là Lý Nhị Gia. Bọn ta nên nhảy ra cùng tấn công, yểm trợ cho Giảng đại ca xuất chiêu. Nhưng Dương Quả đã ở dòng mai phục của bọn ta, dừng lại rất lâu, bọn ta không ai dám động đậy. Ta biết bọn ta không phải đang chờ đợi một thời cơ tốt hơn, mà là bọn ta đã quên nên dùng tay nào để nhấc kiếm, bước chân nào ra khỏi đó. Nói ra thật buồn cười, dũng khí của bọn ta khi đối diện Dương Quả, đứng trước cái chết, có thể làm chủ được bản thân. Ta chỉ thấy có hai người, một là Giảng đại ca, một mình đối diện với Dương Quả. Huynh ấy không hề lùi bước, quyết sống chết một phen với Dương Quả. Huynh ấy đã đánh một chiêu đoạt mạng Dương Quả, nhưng đồng thời cũng bị Dương Quả đâm một nhát. Giảng công tử, thạch anh ta đã lấy, mạng của huynh ta cũng lấy, tất cả đều kết thúc ở đây đi. Thạch anh đâu? Hắn đã giấu thạch anh ở đâu rồi? Lẽ nào hắn đã sớm có phòng bị? Giết hắn đi, nếu ta không tìm được thạch anh. Hãy chờ tìm được thạch anh rồi giết hắn cũng không muộn. Có phải hàng độc lại phát tán không? Ta đi tìm Diệp tiên sinh. Đừng đi, hãy ngồi đây, đừng đi đâu cả. Không sao, lúc nãy nằm thấy ác mộng. Huynh hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Dương Lão Đại, do dự thiếu quyết đoán không phải là tính cách của tiền bối. Hãy để nó cho ta. Giảng công tử, tất cả nhờ vào ngươi đó. Đừng lo lắng cho ta, hãy làm tốt việc của mình. Triển cô nương, chúng ta đi nào, đi thôi. Cẩn thận nhé. Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Được. Huynh có thấy Dương Lão Đại hôm nay ánh mắt ông ấy nhìn chúng ta có gì đó hơi khác thường không? Lòng dạ của ông ấy không ai có thể đoán được. Thế ta nói với huynh, huynh đừng nổi giận nhé. Cô nương cứ nói đi. Ông ta có vẻ như thích ta. Thế cô nương có phải đưa ra một lựa chọn rất khó giữa hai bọn ta rồi? Lựa chọn gì cơ chứ? Ông ta làm sao có thể so sánh với huynh? Người ta là Dương Lão Đại đấy, huynh là Giảng Bất Tri. Cô nương thật là có cái nhìn tinh tường, huynh cũng vậy. Giảng công tử, huynh có thấy những ngày ở Liêu Đông rất đặc biệt không? Đúng vậy, lạnh vô cùng.
Ta không nói về thời tiết. Chúng ta ngoài việc thường cùng đi săn bắt hoặc có thời gian chỉ ở bên cạnh nhau. Đúng vậy, thật là vui vẻ. Thật ra ta thấy hiện tại rất tốt. Cho dù có bị truy sát, sống chết chưa biết thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh huynh là tốt rồi. Ta cũng vậy. Huynh còn nhớ không, lần đầu chúng ta ở bên nhau? Nhớ chứ sao không. Là ở Hàng Nguyệt Sơn Trang, cô nương vì cứu ta đã chịu thay ta một nhát kiếm ở chân. Lúc đó ta thấy vô cùng hạnh phúc. Lại còn cùng ngắm mặt trời mọc ở La Gia Trại, huynh còn nhớ không? Lúc đó ta đã nghĩ, cho dù đây là lần cuối cùng được ngắm mặt trời mọc, cũng rất đáng. Đi theo ta, nàng sẽ chịu nhiều vất vả, xa chàng ta mới đau khổ. Hãy hứa với ta, sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng cũng không được tự ý hành động. Hai chúng ta cùng một nhịp đập. Sao trở nên nghiêm túc quá vậy? Nàng hãy hứa với ta. Được, ta hứa với huynh, ta sẽ không tự ý hành động. Ta đảm bảo với nàng rằng, cho dù mỗi người ở một nơi, chỉ cần nàng vẫn còn sống thì ta chắc chắn sẽ không chết, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Đi thôi nào. Giảng công tử, sao huynh đột nhiên nghiêm túc như vậy? Ta có chút sợ đó. Triển cô nương, lúc ngắm mặt trời mọc, nàng đã lén hôn ta phải không? Không có. Ta cảm nhận được điều đó. Ta nói là không có mà. Triển cô nương, lần đầu tiên ta cứu huynh ấy là ở đây, chính là ở chỗ này. Trước mặt là tượng Phật, về phía bên trái 3 bước. 1, 2. Ngay dưới cái rương ở đằng trước chính là cơ quan. Đây là tay của con người, chính là nó. Tính vật của Tiêu Cục Tam Thông vốn là một cây bảo kiếm chém sắc như bùn, đến ngày hôm nay đã là bàn tay khô của vị trưởng môn thứ ba. Tại sao không dùng bảo kiếm? Bởi vì vị trưởng môn thứ ba đã làm mất bảo kiếm, ông ta phải đành chặt chính cánh tay của mình làm vật thay thế. Không ngờ vì cánh tay khô khốc này, Dương lão đại và Phó lão nhị đã trở mặt với nhau. Đây chính là cái đáng sợ của quyền lực. Đi thôi. Bạch Hồ công tử, Liễu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tất cả vẫn ổn cả. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm thấy tín vật. Bây giờ hãy về Tiêu Cục với bọn ta thôi. Ở chỗ bọn ta quả đúng là có thứ ngươi cần tìm, nhưng cũng có thứ mà các người không muốn nhìn thấy. Vũ khí mà Yên Sơn phái thường dùng, Lạc Lôi Đạn. Thế mà dứt xuống thì ngàn dặm cỏ không sống nổi. Mà dù ngươi có dứt đi thì ngay bản thân ngươi cũng không sống nổi. Có một cô nương tâm đầu ý hợp sát cánh, lại còn cả một đám tráng sĩ các người chết theo chúng ta thì không có gì đáng tiếc. Thủ lĩnh, thế chúng ta phải làm sao đây? Tất cả đừng động đậy. Triển cô nương,
Lát nữa ta sẽ dùng nó để tạo nên sự hỗn loạn. Cô hãy nhân cơ hội thoát ra ngoài. Không được, ta không thể để Quynh lại một mình. Nàng Quynh đã hứa gì với ta rồi sao? Nàng phải thoát ra khỏi đây. Hãy báo lại tình hình ở đây cho bọn họ. Sau đó hãy nghe theo sự sắp đặt của Dương lão đại. Ta nhớ rồi. Một, hai, ba. Thủ lĩnh là thuốc viên. Mấy người các người đuổi theo cho ta. Đừng đuổi theo nữa. Thứ các người cần đang ở đây. Đuổi theo làm cái gì? Đừng đuổi nữa. Hãy đưa hắn ta đi. Dân, nhanh, nhanh lên. Giản công tử bị bắt rồi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhưng dù sao ta cũng rất vui. Ta thì lại không vui chút nào. Bọn họ nói đã bắt được Bạch Hồ của Yên Sơn Phái. Sao lại là ngươi chứ? Ta bị Thập Sát Môn truy nã, đành phải thay đổi họ tên để hành tẩu giang hồ. Tại sao ngươi đến Liêu Đông? Nói ra rất dài dòng. Ta đã dùng hàng băng dưỡng để ngăn trùng độc phát tán. Ta nhẩm tính đã tròn 3 tháng. Đáng lẽ ra lúc này ngươi nên ở Hắc Vũ Lĩnh rồi mới phải, chứ không phải ở cái nơi khổ sai như thế này. Ở đây quá lạnh, hàng độc trong người ngươi sẽ phát tán nhanh hơn. Ngươi sẽ chết. Ngươi còn cười được à? Đến lúc đó ta không cứu nổi ngươi đâu. Ta dù sao cũng đã làm hại ngươi rồi. Kỳ thực ngươi đã để ta sống thêm một thời gian rất dài. Sau khi ngươi đi, Lý Nhị Gia đã bị sát hại. Những kẻ may mắn sống sót sau khi chứng kiến thảm án ở Thần Cơ Cốc chỉ còn lại mấy người: Xảo Thủ Đường, Bạch Thảo Giết. Bọn họ đều đã bị giết hết. Ta đành phải đi tìm Dương lão đại. Như vậy, nói như vậy, ngươi luôn ở cùng Dương lão đại phải không? Nếu đã hỏi đến vậy, tại sao không rời đi? Nếu mọi việc thuận lợi thì ta đã không còn ở đây. Có chuyện gì vậy? Tên cáo giả Dương lão đại, hắn cần ta giúp hắn một việc, hắn mới chịu nói cho ta. Ta đang giúp hắn thì bị bắt đến đây. Ngươi không nên tiếp tay làm việc xấu. Cái bang và phó lão nhị đã tiến hành một cuộc thỏa thuận cùng hắn đối phó với Dương lão đại. Ngươi bây giờ là đối thủ của ta. Bọn chúng biết ngươi giỏi dùng cực hình bức cung, nên sai ngươi đến đối phó với ta. Từ khi chia tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Giang hồ tàn khốc. Đã nghe từ lâu thủ đoạn khảo vấn của Hồ trưởng lão khiến cho người ta sống không bằng chết. Lẽ nào chỉ dựa vào những sinh hoạt thường ngày? Nhị quản gia Bạch Hồ tiên sinh đây là bạn thâm gia của ta. Hồ Bắc Nguyệt ta không thể đối phó với ngay chính bằng hữu của mình. Thế trưởng lão định thế nào? Hãy lật đổ ta, cứu hắn ra khỏi đây. Điều đó là không thể. Nói vậy là sao? Ta cũng là một trưởng lão của cái bang, cùng hỗ trợ ngươi giành lấy Tiêu Cục Tam Thông, đối phó với Dương lão đại. Những ngày tháng ở miền Bắc của cái bang bọn ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương lão đại là đối thủ của ngươi,
cũng chính là đối thủ của cái bang chúng ta. Rất tốt. Ta thích bắt tay với những người có nguyên tắc. Nhưng có thể trưởng lão đã gặp phải khó xử. Không có gì khó xử cả. Hắn là bạn của ta. Ngươi không được giết hắn. Cũng như vậy, ta sẽ quyết tâm giúp ngươi giành lấy Tiêu Cục Tam Thông. Hồ trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu. Ta còn có nhiều việc cần dùng hắn. Trưởng lão có thể đi trước rồi đó. Bạch Hồ tiên sinh, xin bảo trọng. Xe ngựa và y phục ở đằng kia đều chuẩn bị cả rồi phải không? Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bảo đảm không sơ suất một chút nào. Chỉ có điều ta lo lắng Giảng huynh huynh ấy. Chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành thôi. Phó lão nhị là một kẻ rất cẩn trọng, hắn chắc chắn sẽ mang tính vật theo bên mình. Chỉ cần bắt giữ hắn thì xem như đã lấy được tính vật. Đến lúc đó cứu Giảng huynh cũng không muộn. Được, chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt, sau khi chúng ta cứu Giảng huynh xong, ta sẽ quay lại tìm cô nương. Giả như ngươi không phải là bằng hữu của Hồ Bắc Nguyệt, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Với tình hình sức khỏe của ngươi hiện giờ, thêm một thời gian nữa, có thể sẽ chết ở đây. Ngươi không cần lấy cái chết ra hù dọa ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết Dương lão đại đang ở đâu đâu. Được thôi. Nhưng mà tại sao ta lại cần biết Dương lão đại đang ở đâu? Lát nữa Dương lão đại sẽ tự mình nộp mạng thôi. Ngươi nói vậy là ý gì? Thật ra các người không hề có dự định thoát ra khỏi Liêu Đông, mà là muốn lấy được tính vật, giành lại Tam Thông. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Muốn bắt được ta đúng không? Nhưng thực lực của chúng ta không thể đấu lại với các ngươi. Cho nên các ngươi dự tính sẽ tập kích bất ngờ. Các ngươi đã thông đồng với đội buôn của Du Gia Bảo, chính là vào ngày hôm nay. Dương lão đại và các bạn bè của ngươi sẽ giả dạng thành bốc giác và phu xe của đội buôn để trà trộn vào Tiêu Cục. Thêm vào đó, Dương lão đại rất thông thuộc địa hình của Tiêu Cục. Các ngươi sẽ qua mặt được các thị vệ, xâm nhập vào Tiêu Cục. Lão đại đã không còn võ công nữa, nhưng huynh lại có một huynh đệ biết dùng phi đao đúng không? Phi đao của hắn sẽ chuyển hướng, hành động bất ngờ. Còn có một người biết dùng đại đao, và cả một nữ sát thủ chơi ô. Còn nữa, còn tên Trương Đại Cang cầm rìu. Bốn người cùng hợp lại, nói không chừng đó cũng chính là một kế hay. Cho nên tại sao ta cần phải biết Dương lão đại đang ở đâu? Hắn chẳng phải sẽ tự đến nộp mạng ư? Không sót tên nào. Ta nói có đúng không? Trong khi bọn ta đã có nội gián, ngươi đoán đúng rồi. Mỗi một kế hoạch của các ngươi ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi có phải đang nghĩ không xong rồi? Bây giờ nếu báo với bọn họ, hủy bỏ kế hoạch có lẽ đã muộn. Ban đầu khi ta khống chế Dương lão đại, hắn thà chết chứ không chịu giao tính vật ra. Không có tính vật, Tiêu Cục Tam Thông sẽ không ổn. Vì thế ta chỉ còn có cách bố trí nội gián, để hắn tự giao nộp tính vật rồi thu lưới thôi. Ngươi thật là thủ đoạn. Nếu đã như vậy, Dương lão đại còn sống ngày nào thì ta không ngủ ngon ngày đó. Lần này thì tốt rồi. Tính vật Dương lão đại, một mũi tên trúng hai đích. Đa tạ ngươi. May nhờ có kế hoạch của ngươi, Tiêu Cục Tam Thông sẽ nhanh chóng có chủ mới. Ngươi cần phải ở bên cạnh ta chứng kiến thời khắc đó. Các người làm gì vậy? Bọn ta bỏ hàng xuống.
Các người là người mới đúng không? Nào, hãy đẩy xe đến đằng kia. Hàng quá tự bọn ta tự dỡ xuống. Dừng. Tất cả đều có mặt ở đây phải không? Sao lại thiếu một vị khách quý cơ chứ? Đại ca, mọi việc đều ổn cả chứ? Thạch Anh không có ở đây. Hắn cất giấu ở đâu rồi? Tịch dạng mất tri. Trương đại ca, tại sao ngươi lại... Đại ca tín nhiệm ta, nhưng cùng lắm cũng xem ta như một con chó. Nhị ca thì đối xử với ta như một con người. Nhị ca đã nói với ta, lần này nếu ta làm tốt mọi việc, huynh ấy sẽ biến Tiêu Cục Đại Nghĩa thành một phân cục của Tam Thông ở Trung Nguyên. Ta sẽ là thủ lĩnh. Các huynh đệ trước đây ở Đại Nghĩa sẽ không phải chịu thêm sự ức hiếp nào nữa, lại còn có cơm để ăn. Người đúng là khốn khiếp. Về điểm này quả thật ta không làm đúng lương tâm, không suy nghĩ được thấu đáo như lão nhị. Nhưng cố gắng sát cánh bên lão nhị, ta tin lời hứa của huynh ấy sẽ thành sự thật. Ta... Đây chính là điểm khác nhau giữa ta và ngươi. Ngươi làm việc gì cũng chỉ để bản thân mình vui, chuyên quyền độc đoán, ỷ thế võ công cao cường, tức hiếp quá nhiều người. Nhưng ta lại không như vậy. Ta biết cái nào mọi người cần. Ngươi nói không sai. Ngoài quy tắc ra không gì hơn tình người. Trước đây ta không hiểu. Để tạo nên quy tắc cho Tiêu Cục Tam Thông, đã làm quá nhiều việc tàn nhẫn. Bây giờ hiểu thì đã quá muộn. Tiếp theo, ta phải đưa các huynh đệ của ta vào Trung Nguyên. Ai ai cũng sẽ nở mày nở mặt. Tiêu Cục Tam Thông sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Phó lão nhị, ngươi không thể làm như vậy. Ta thừa nhận ta đã cố chấp, nhưng việc làm chủ Trung Nguyên này, ngươi đã sai rồi. Ta sai ở đâu? Ngươi nói đi. Ngươi có mưu sâu cũng không có tầm nhìn xa. Trung Nguyên có mối quan hệ gắn bó kế thừa hàng nghìn năm. Ngươi cứ cố tình phân chia bắt canh trứng như vậy, Tiêu Cục chắc chắn sẽ tan nát. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu môn phái đều bị tan rã như vậy. Ngươi chưa làm lão đại, không hiểu rõ cục diện. Kiểu khôn lỗi thì phải biết chịu tổn thất. Là ai không nhìn thấy được cục diện chứ? Bây giờ ta đang ở vị trí thử làm chủ đây. Ngươi chính là tù nhân. Ta còn đang có tính vật trong tay. 12 tử vệ đều là người của ta. Đến ngay cả cái bang bây giờ cũng đứng về phía ta. Người của Phân Đà cũng sắp đến đây. Ta chỉ cần ra hiệu lệnh, toàn Tiêu Cục Tam Thông sau này sẽ mang họ phó hết. Cho dù ngươi có ở đây, cũng không có ai nhận ra ngươi.
Ngươi không có võ công, cũng không có trợ thủ thì có thể làm gì được chứ? Ngươi đúng là mưu mô xảo quyệt. Đến ngay 12 tử vệ do đích thân ta huấn luyện và cả cái bàn thường như nước với lửa với ta đều đứng về phía ngươi. Điều này ta rất phục. Mọi việc sẽ không theo ý nguyện của ngươi, bởi vì ngươi quá xem thường thực lực của một người trong bọn ta. Ai? Ta? Ngươi? Ngươi nghĩ rằng bọn ta hôm nay ở đây là đã trúng kế của ngươi? Ngươi nói vậy là có ý gì? Không cần nói nhiều với hắn đâu, Dương lão đại. Sao huynh lại bị thương? Không có gì nghiêm trọng đâu. Rốt cuộc huynh còn giấu ta việc gì nữa? Võ công của Dương lão đại là thế nào? Cẩn thận. Ta đã hỏi huynh đấy. Lát nữa ta sẽ nói tất cả cho nàng. Dương lão đại của các người đang ở đây, còn không mau quỳ xuống. Đại ca, đại ca, đại ca, Trương đại ca, có mặt, hãy trói hắn lại cho ta. Triệu Ngã Hoàng, ngươi không phải muốn tỉ võ với hắn sao? Ai bảo muốn tỉ võ với hắn? Ta chưa bao giờ nói như vậy cả. Hồ trưởng lão, chiều hướng phát triển cùng sự việc có thể khiến ông thất vọng. Kẻ mà ông hợp tác bây giờ không còn làm chủ được nữa. Việc của Tiêu cục Tam Thông các ngươi là việc nhà của các ngươi, cái bàn bọn ta không can dự. Cáo từ. Hồ trưởng lão xin dừng bước. Ta thấy lão nhị và cái bang hợp tác là việc tốt. Sau khi ta dẹp xong đám loạn tử này, ta sẽ nói rõ cụ thể với ông. Sau này Tiêu cục Tam Thông có cần sự giúp đỡ của cái bang, người thấy thế nào? Dương lão đại thật là đại khí. Ông cũng vậy. Ông ta hồi phục công lực từ khi nào? Ta thật sự không biết. Giảng công tử, tất cả thuận lợi như vậy đều là nhờ sự tính toán như thần của ngươi. Quá khen. Nhưng đây là một bước bất đắc dĩ, phải dùng thế cờ hiểm. May mà công lực của ông hồi phục nhanh. Giảng công tử, đó chẳng phải là Bạch Hồ của Yên Sơn Phái sao? Hắn hồi phục công lực từ khi nào? Tại sao bọn ta không biết? Bây giờ có thể nói cho họ biết được rồi đó. Thực ra khi bọn ta tập hợp lại không bao lâu, công lực của Dương lão đại đã bắt đầu hồi phục dần. Nhưng tại sao? Vì để kế hoạch không bị bại lộ. Việc này chỉ có ba người được biết: Diệp tiên sinh, ta và Dương lão đại. Lúc đó ta đã dùng nội lực để đẩy quá công tán trong người Dương lão đại ra. Sau đó ta tính toán thời gian hồi phục của ông ta. Được rồi. Ông ta như vậy có thể hồi phục công lực phải không? Ta đã học được từ tiểu yêu nữ phương pháp châm cứu, có thể giúp ông ta hồi phục 5 phần công lực. Nhưng
phải bị tổn thương nguyên khí. Vừa nãy ngươi tại sao đều cho họ ra ngoài? Người biết càng ít càng tốt. Nếu ngươi không phải là Lan Y thì ta cũng đã giấu luôn. Tại sao lại như vậy? Điều này bây giờ ta chưa nói với ngươi được. Dù sao biết càng muộn chắc chắn sẽ càng tốt. Bởi vì không phải ai cũng đều thích hợp với việc diễn kịch. Không nói thì thôi, dù sao cũng chả có ý nghĩa gì. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, nếu có người tiếp tục hỏi ngươi về công lực của Dương lão đại, lúc nào có thể hồi phục, ngươi chỉ cần trả lời bốn chữ còn xa vời lắm. Cái này thì dễ thôi, ta thích làm những việc dễ dàng. Theo lời dặn của Giản công tử, ta đã che giấu tình trạng thật của Dương lão đại. Thế ngươi cần hồi phục mấy phần công lực mới có thể đánh thắng được Phó lão nhị? Ít nhất là 5 phần. Diệp tiên sinh, như vậy cần bao lâu thời gian? Còn xa vời lắm. E rằng cần 3-4 tháng. Việc nói dối này mệt thật đấy. Được rồi Diệp tiên sinh, phải che giấu một bí mật lớn như vậy, đến ngay cả ta cũng thấy rối mù. Việc giữ kín bí mật giết giả vậy không nên làm liên lụy đến người khác. Nhưng ta vẫn rất tức giận. Triển cô nương, cô có tức giận không? Chỉ cần Giản công tử vui thì ta sao cũng được. Giản huynh, lúc nào huynh biết hắn là nội gián? Ngày thứ hai gặp mặt, bởi vì hắn hỏi một câu không nên hỏi. Chỉ có tìm được ta, bọn chúng mới tìm được tín vật. Đại ca, thế huynh cất giữ tín vật ở đâu rồi? Yên tâm đi, đây là một nơi bọn chúng tuyệt đối không thể tìm thấy. Hắn giả vờ như hỏi nghi hoặc. Nếu như hắn thật sự là rất trung thành, điều quan tâm nhất lúc đó có lẽ là sự an nguy của Dương lão đại. Chỉ có người của Phó lão nhị mới muốn biết một cách cấp bách như vậy, tín vật cất giấu ở đâu. Thì ra là như vậy. Hãy phát hiện ra gì khả nghi thì phải kiểm tra nó ngay. Vì thế ta đã để cho Triệu Ngã Hoàng kết hợp với ngươi cùng hành động vào ban ngày. Chúng ta cần nắm rõ tình hình đối thủ mới có thể xuất phát. Trương Đại Ca, Triệu Ngã Hoàng, việc dò xét sẽ giao cho hai người. Được, không có vấn đề gì. Ngươi nhất định cho rằng Triệu Ngã Hoàng vẫn ở bên trong, một người bất cẩn khả năng cảnh giác kém nhất. Nhưng ta đã giao cho huynh ấy nhiệm vụ duy nhất, đó là quan sát ngươi. Giảng huynh bảo ta quan sát ngươi, quả nhiên ta đã thấy có gì đó khác thường. Để dò la tin tức, ngươi đi hỏi chuyện những người dân xung quanh. Nhưng những người dân được ngươi thăm dò đều quay trở lại dè chừng chúng ta. Điều đó cho thấy bọn họ cơ bản không phải là dân chúng. Bọn họ chính là những thám tử do Phó lão nhị cử đến hỗ trợ ngươi. Ngươi chính là nội gián của Phó lão nhị. Muốn phản công Tiêu cục Tam Thông vào hang Bắc Cợp, chỉ còn có hai điều kiện. Một là Dương lão đại, hai chính là ngươi. Chỉ có ngươi mới khiến Phó lão nhị tin tưởng. Đối thủ tuy là kẻ trói gà không chặt, hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của hắn. Nhưng Phó lão nhị vốn rất cẩn trọng, để hắn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, ta cần phải đưa ta vào trong kế hoạch. Đến đây đi một chuyến, ngày mai ta đi lấy tín vật sẽ bị bắt. Các ngươi lẻn vào Tiêu cục nhất định sẽ thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Phó lão nhị sẽ để các ngươi vào. Ngươi chắc chắn không nên bị ta liên lụy, bảo vệ tốt Triển cô nương. Các ngươi vì ta mà làm vậy, phải chăng quá mạo hiểm? Ta không còn thời gian nữa, đây là cách nhanh nhất trong thời điểm hiện tại. Giản công tử, thuốc sắc xong rồi. Giản Bất Tri, ngươi đúng là kẻ xem thường mạng sống. Cho nên Giản công tử cầm tín vật cố ý bị ngươi tóm. Ngươi tưởng có thể tương kế tự kế nên đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trên thực tế là đưa sói vào nhà. Võ công của ngươi cao hơn ta, chèn ép ta mọi nơi. Ta đã chờ đợi 10 năm mới có được cơ hội. Ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng không tính được một kẻ sắp chết có thể tiến vào Liêu Đông. Đại ca, ta còn có một nguyện vọng. Ngươi nói thử xem. Ta muốn kẻ đã hủy diệt ta phải trả giá. Phải trả giá.
Triệu huynh, cổ huynh không sao chứ? Không sao. Loại người này chỉ cần đặt mông ngồi xuống là biết. Người phản ứng thật nhanh đấy. Lúc nãy khi hắn xông đến, ta còn không kịp cất bước. Cái này ngươi phải cảm ơn Triển cô nương. Nếu cô ấy không thay ngươi cản ngay trong phát đầu tiên, thì ta đã không kịp mà cản giúp ngươi nhắc thứ hai. Ngươi không sao thật chứ? Lúc nãy ta nghe tiếng kêu răng rắc. Tiếng răng rắc thì có gì lạ đâu. Bây giờ ta có thể làm cho kêu răng rắc. Thế nào? Năng lượng cơ thể của ngươi quả rất là tốt. Giảng công tử, việc thứ ba chúng ta đáp ứng yêu cầu của Dương lão đại đã làm xong. Đúng vậy, làm việc chính thôi. Được rồi. Dương lão đại, đã đến lúc ông nên thực hiện lời hứa. Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại. Dương lão đại, ông ấy đã ngừng thở rồi. Ông ta đã bị một loại dao rất mỏng cắt ngang cổ. Có lẽ là kiếm. Hung thủ chính là vừa nãy khi phó lão nhị dùng nhật quyệt tinh làm qua mắt chúng ta và đã giết ông ấy. Ai đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào? Giảng huynh, nói, còn bao nhiêu âm mưu quỷ kế nữa? Ta chỉ muốn giết Giảng công tử. Ta chưa hề nghĩ sẽ giết Dương lão đại. Trương đại can, không, không phải ta, không phải bọn họ đâu Triệu huynh. Ta đã sớm nghĩ đến Đường Lan Bổ Thiện, Hoàng Tước Tại Hậu. Hung thủ đã sớm để mắt đến Dương lão đại. Nếu chúng ta cảnh giác một chút, phát hiện sớm hung thủ, thì ông ấy đã không chết. Khi chúng ta vào đây, sư phụ đã ngừng thở. Cái bóng trắng đó cũng không thấy tâm hơi đâu nữa. Thì ra là như vậy. Tất cả câu đố đã có lời giải. Là ai đã làm? Kẻ mặc áo trắng đó, kẻ xuất hiện ở Hàng Nguyệt Sơn Trang và kẻ mặc áo trắng của Yên Sơn Phái, hắn là một trong những người ở trong phòng này. Ở Hàng Nguyệt Sơn Trang đã sát hại Lý Nhị Gia, vừa nãy tiếp tục sát hại Dương lão đại, luôn giết người diệt khẩu, ngăn cản ta tìm ra hung thủ của sự thật 8 năm trước. Chính là ngươi. Tiếp tục giết người diệt khẩu, ngăn cản ta điều tra hung thủ thực sự của 8 năm về trước. Chính là ngươi. Hồ Bát Nguyệt, Giảng huynh, sao có thể là ông ta được? Ông ta đã từng cứu mạng huynh đấy. Ông ta không chỉ cứu mạng mình ta, mà còn cứu rất nhiều người khác. Ông ta hành hiệp trượng nghĩa, là hình mẫu trên giang hồ. Hồ Bát Nguyệt là một trong những danh phận của ông ta. Ông ta còn một danh phận còn lừng lẫy hơn: Bạch Thảo Chiết, Bạch Đại Hiệp.
Bạch Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp không phải đã chết rồi sao? Bạch Đại Hiệp. Hãy để Giảng huynh đệ nói hết đã. Ta sẽ bắt đầu từ Hàn Nguyệt Sơn Trang. Lý Nhị Gia lúc đó đã bị một kẻ mặc áo trắng sát hại ngay trước mắt ta. Động tác của kẻ đó rất nhanh, xuất kiếm như chớp. Đến ngay cả Lý Nhị Gia, người được giới giang hồ kính nể, cũng không trở tay kịp và bị đoạt mạng. Có thể nói võ công người này trên Lý Nhị Gia một bậc. Trên giang hồ ngoài Bạch Đại Hiệp, Dương Lão Đại, Xảo Thủ Đường ra, thì chỉ còn lại Dương Hòa. Đúng là Dương Hòa dùng kiếm. Năm đó ta đã thấy trong đám hài cốt của vụ thảm án tại Thần Cơ Cốc, không có thi thể của Dương Hòa. Ta có lý do để tin rằng hắn vẫn còn sống. Ta luôn nghi ngờ kẻ giết Lý Nhị Gia chính là Dương Hòa. Nhưng khi ta đến Yên Châu, ngay chính thời khắc mở áo quan của Bạch Đại Hiệp ra xem, ta thấy những suy đoán đó cần phải xem lại. Tuy ta chưa từng thấy dáng vẻ của Bạch Đại Hiệp, nhưng ta tin chắc thi thể đó không phải là Bạch Đại Hiệp mà là của người khác. Người dùng kiếm, gan bàn tay và bốn ngón tay sẽ sinh ra những con giòi mềm mà dày, nhưng ngón tay và gan bàn tay của thi thể đó lại rất sạch sẽ, cho thấy rằng hắn không phải là người dùng kiếm. Ngón tay phải của hắn có dấu vết rõ ràng bị bẻ quặp lại. Chỉ có những người cầm cung thì ngón tay mới quặp như vậy. Ý huynh muốn nói Bạch Đại Hiệp đã bắt một người biết bắn cung để thay Bạch Đại Hiệp nằm vào hòm. Người này còn uyên thâm hơn chúng ta nghĩ. Các vị còn nhớ hay không, cũng vào ngày Bạch Đại Hiệp chết, La Gia Trại ở ngoại thành Yên Châu cũng đã xảy ra một vụ án mạng. Người chết nguyên là thủ lĩnh trên núi, ta còn nhớ, tên gọi là Thần Cung Diêm La. Lúc chúng ta đến, hắn bị Hồ Yêu bắt đi. Hồ Yêu? Lão đại của bọn ta trước đây là một tay săn, sử dụng cung bằng tay trái vô cùng điêu luyện, nổi tiếng khắp vùng Yên Châu với danh hiệu Thần Cung Diêm La. Chính là do cách dùng tên của huynh ấy quá lợi hại, những loài chim muông cầm thú quanh đó đều bị giết hết, vì thế mới lên núi làm sơn tặc. Trên đời này làm gì có Hồ Yêu? Hắn ta bị Bạch Đại Hiệp bắt đi. Bạch Đại Hiệp, ngươi đã dùng cách bế khí để giả chết qua mặt bọn Bạch Hạc, chờ sau khi nhập quan thì dùng thi thể của Thần Cung Tiễn Diêm La thay ngươi nằm trong hòm, sau đó lén chạy đến Liêu Đông để ra tay giết Dương Lão Đại, đúng không? Nếu ngươi biết Bạch Đại Hiệp không chết, vậy tại sao lúc đó ngươi không nói với Bạch Hạc? Kẻ mặc áo trắng chuyên giết người diệt khẩu, trước khi điều tra ra mục đích của hắn, ta không muốn liên lụy đến Bạch Hạc. Tiếp sau đó là liên tiếp những thất sách của ta, bị kéo vào cuộc chiến tranh giành giữa Dương Lão Đại và Phó Lão Nhị, đặc biệt là Dương Lão Đại. Võ công của ông ta dần dần hồi phục, việc này đã khiến ta lơ là cảnh giác, đã để cho ngươi có cơ hội ra tay. Ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó tại Hàn Nguyệt Sơn Trang, kiếm pháp dùng để giết Lý Nhị Gia và kiếm pháp hôm nay để giết Dương Lão Đại giống hệt nhau. Ở đây, những người đã từng đến Hàn Nguyệt Sơn Trang chỉ có ta, Triển Cô Nương, Triệu Ngã Hoàng, Hồ Bắc Nguyệt và Trương Đại Cang. Dương Lão Đại, Triển Cô Nương và cả Triệu Ngã Hoàng luôn bên cạnh ta. Với võ công và vũ khí của Trương Đại Cang mà nói, huynh ấy không thể giết chết Dương Lão Đại được. Nối các sự việc lại với nhau thì chân tướng chỉ có thể có một. Người chính là Bạch Thảo Chiết, là người đã giết chết Lý Nhị Gia và Dương Lão Đại. Bên trong cây gậy mà ngươi giấu chính là cái kiếm giết người, có đúng không? Thật không hổ thẹn là con trai của Giảng Tận Quang. Mưu kế nào cũng đều không che giấu được ngươi. Không sai, Lý Nhị Gia, Dương Lão Đại và cả Thần Cung Diêm La đều là do ta giết. Ngươi thật sự là Bạch Đại Hiệp? Ta chính là Bạch Thảo Chiết. Nếu sự thật như vậy, thì việc ta điều tra sự thật vẫn còn một tia hy vọng. Bạch Đại Hiệp, xin hãy nói cho ta biết, tại sao thà phải giết người diệt khẩu
chứ không muốn để cho ta biết chân tướng sự việc. 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ở đây hơi lộn xộn, chúng ta tìm nơi nào khác nói chuyện đi. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nhưng tiếc thay Giảng đại ca không thể nhìn thấy. Có rất nhiều người không thể thấy. Đúng vậy, có rất nhiều người không thể thấy. Cõi giang hồ này có rất nhiều nơi mang khí chất giang hồ nghĩa hiệp. Đây chính là điểm mà ta thích nó. Ta cũng vậy. Có nhiều việc bản thân đành phải học cách chấp nhận. Rất nhiều việc kết thúc một cách đột ngột, cũng chính là điểm mà ta thích nhất. Tại sao lại như vậy? Xấu và tốt luôn tồn tại song song. Đó mới chính là một giang hồ với đủ mọi sắc thái. Là một người trên giang hồ, cần phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Ta giết bọn họ vì bọn họ đã nợ cha ngươi một mạng sống. 8 năm trước, bọn chúng trong lúc sinh tử đã bỏ mặc cha ngươi. Tất nhiên còn có ta. Nghĩ lại năm xưa, 6 người trẻ tuổi chúng ta không cùng môn phái, gia nhập giang hồ không cùng thời điểm, nhưng hễ xuất hiện thì đều là cao thủ. Cha ngươi, huynh đệ Lý gia, Sảo Thủ Đường, Dân Lão Đại và cả ta nữa. Chúng ta đã từ khắp chốn tụ hợp lại, kết thành huynh đệ. Cha ngươi lớn tuổi nhất, ta nhỏ tuổi nhất. Bọn ta đều ôm mộng anh hùng, bôn ba khắp nơi trừ gian diệt ác. Trong vòng mấy năm, những môn phái tà đạo trên giang hồ hầu như đều bị bọn ta tiêu diệt sạch. Đến ngay cả tổ chức giết người lớn mạnh như Thập Sát Môn đều không dám ra mặt trực tiếp đấu với bọn ta. Thật là danh tiếng lẫy lừng. Bọn ta quyết tâm xây dựng một thế giới giang hồ lý tưởng. Cứ tưởng có thể tiếp tục làm như vậy mãi cho đến lúc chết. Ai ngờ 8 năm trước xuất hiện ác ma sử dụng kiếm nhanh như chớp để giết người. Hắn vốn máu lạnh, võ công cao hơn nhiều so với tất cả các cao thủ bọn ta ở Trung Nguyên. Hắn gặp kẻ nào thì giết kẻ đó. Không có ai là đối thủ của hắn. Hắn chính là Dương Hòa. Đúng. Nhìn thấy giang hồ bị hắn làm cho trở nên khổ cực lầm than, bọn ta không thể ngồi trơ mắt mà nhìn. Giảng đại ca đã đứng ra phát thiệp mời anh hùng, triệu tập các cao thủ anh hùng khắp nơi về Thần Cơ Cốc quyết chiến với Dương Hòa một trận. Bọn ta lúc đó còn nghĩ rằng hoặc cùng giết chết Dương Hòa, hoặc chết dưới lưỡi kiếm của hắn, chết một cách oanh liệt. Võ công của tên ma đầu này tuy cao hơn bọn ta, nhưng bọn ta không phải là không có cơ hội thắng. Giảng đại ca, huynh nói xem, năm ông nội ta vẫn còn sống, trên giang hồ đã xuất hiện một ác ma giết người, máu lạnh tóc kiếm quyết nhuốm đỏ cả giang hồ, và cũng giống như những gì Dương Hòa gây ra ngày hôm nay. Ta đã từng nghe nói, đến cuối cùng vẫn bị ông nội ngươi điểm vào ấn đường, hai người cùng ngã xuống. Hắn đã ra tay quá nhanh, bọn ta không thể tiếp cận được. Cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, chính là chỉ cần các người bằng lòng ra tay, nghĩ cách chế ngự hắn, ta nhất định sẽ chớp được cơ hội đoạt mạng hắn. Vậy thì chúng ta đã tập hợp lại cùng tấn công. Không được, chúng ta cùng ôm hắn. Lúc đó thì còn nghĩ gì đến thể diện nữa. Đúng vậy, hôm nay nhất định phải tiêu diệt tên ma đầu đó, vì cả giang hồ. Chúng ta thề quyết chiến đến cùng. Chúng ta đã dự liệu rất nhiều cục diện của trận quyết chiến. Kẻ nào chết trước, kẻ nào chết sau. Khi Dương Hòa giết đến ai thì Giảng đại ca sẽ giết hắn. Vậy mà cuối cùng vẫn bị thất bại. Tuy nhiên bọn ta đã trải qua trận quyết chiến, tận mắt nhìn thấy Dương Hòa giết người, ta mới đột nhiên nhận ra rằng những người trẻ tuổi như bọn ta đã xem nhẹ một số việc. Là cái gì? Hoảng sợ.
sự tàn khốc ác liệt của hắn đã hình thành một loạt sát khí vô khí trong mắt bọn ta, chèn ép lên mắt, đến việc thở khiến cho ta cũng không dám thở. Ta nấp đằng sau một cái cây, lo sợ giọt mồ hôi rơi trên xác lá khô sẽ bị hắn nghe thấy. Đã từng tung hoành ngang dọc không đối thủ trên giang hồ như bọn ta, nhưng khi đứng trước hắn lại như chó ở nhà có tang. Dương Quả dường như càng hung bạo hơn, mỗi một động tác của hắn trông giống như các loài thú dữ đang chuẩn bị bắt mồi. Dương Quả, ta mới là đối thủ của ngươi. Ta khó mà tưởng tượng đang đối diện với hắn. Giảng đại ca có cảm nhận gì không? Lúc đó ta mới hiểu cha ngươi là một anh hùng thật sự, còn bọn ta ngoài võ công cao cường ra chỉ là đám sợ chết. Ta núp đằng sau cái cây phía bên trái Dương Quả, hắn ở sau cái cây phía bên phải hắn, núp xảo thủ đường. Dương gốc dưới bên trái là Dương Lão Đại, Dương gốc dưới bên phải là Lý Nhị Gia. Bọn ta nên nhảy ra cùng tấn công, yểm trợ cho Giảng đại ca xuất chiêu. Nhưng Dương Quả đã ở dòng mai phục của bọn ta, dừng lại rất lâu, bọn ta không ai dám động đậy. Ta biết bọn ta không phải đang chờ đợi một thời cơ tốt hơn, mà là bọn ta đã quên nên dùng tay nào để nhấc kiếm, bước chân nào ra khỏi đó. Nói ra thật buồn cười, dũng khí của bọn ta khi đối diện Dương Quả, đứng trước cái chết, có thể làm chủ được bản thân. Ta chỉ thấy có hai người, một là Giảng đại ca, một mình đối diện với Dương Quả. Huynh ấy không hề lùi bước, quyết sống chết một phen với Dương Quả. Huynh ấy đã đánh một chiêu đoạt mạng Dương Quả, nhưng đồng thời cũng bị Dương Quả đâm một nhát. Cha ngươi chết, Dương Quả cũng chết, còn bốn người bọn ta đã bỏ mặc đại ca tiếp tục sống lây lất. Từ đó về sau, bọn ta đã giấu kín câu chuyện này, không bao giờ dám tự xưng là anh hùng nữa, ôm mối hận suốt cuộc đời này, và cũng chưa từng gặp lại. Nhưng không thấy thi thể của Dương Quả. Giang hồ rộng lớn như vậy, một cái xác chết không quan trọng đâu. Quan trọng là ngươi và cha ngươi giống nhau, là anh hùng hiếm có trên giang hồ. Giang hồ cần ngươi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Giảng Hiền Điệt, đây chính là sự thật ở Thần Cơ Cốc 8 năm trước. Xin thứ lỗi. Các ngươi đã cố gắng hết sức rồi, ngươi không trách bọn ta chứ? Nếu có trách, hãy trách Dương Quả. Ta khẩn cầu tiền bối hãy nói cho ta biết Dương Quả rốt cuộc đang ở đâu. Dương Quả đã không còn trên đời này nữa. Những gì khác ta không thể nói. Giảng Hiền Điệt, sự tiếc nuối của ngươi đã có lời kết. Ta cũng nên kết thúc sự hối tiếc của ta. Trên đời này không có nhiều anh hùng như vậy. Quen biết ngươi và cha ngươi là vinh hạnh lớn nhất của Bạch Thảo Chiết ta. Làm anh hùng rất khó, khó hơn nữa cũng không nên quay đầu lại.
xin lỗi chẳng hiện điện. Có một số bí mật ta phải dùng cái chết để giữ nó. Bạch Đại Hiệp, tại sao? Kỳ lạ, huynh ấy tỉnh rồi. Cái gì là người kỳ lạ? Sao người cũng ở đây? Nghe nói người sắp chết nên ta đến gặp mặt lần cuối, tiện thể để người sống thêm vài ngày. Đây là đâu vậy? Đây là Yên Châu. Vậy Bạch Đại Hiệp thế nào rồi? Đã an táng xong rồi. Trên đường trở về, Diệp tiên sinh đã giúp huynh phóng quyết 3 lần. Bây giờ quan trọng nhất là tính mạng của huynh. Những việc khác đừng nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ ta còn có thể sống bao lâu? Cái này còn phải xem tâm trạng Hắc Vũ nương nương. Hắc Vũ nương nương, bà ấy không phải ở Hắc Vũ lĩnh sao? Gia đình ta và Hắc Vũ nương nương có mối giao tình. Ta biết huynh sẽ không chịu ngoan ngoãn đến Hắc Vũ lĩnh mà chữa bệnh, bèn tiện thể mời bà ấy đến đây thôi. Không phải ngươi đã đi Thiên Sơn à? Huynh quản ta đi đâu làm gì? Xem ra ta nợ ân tình với ngươi. Đừng vội vui mừng sớm, Hắc Vũ nương nương có bằng lòng của ngươi hay không còn chưa biết. Tại sao? Kỳ hạn nhiệm vụ đã đến, cần phải nhanh chóng hoàn thành. Phái Yên Sơn có người tiếp ứng. Phái Yên Sơn sao lại còn có nội ứng? Danh cửu không phải đã chết sao? Nội ứng có thể là ai được chứ? Minh Nguyệt cô nương, cô đến rồi à? Đi thôi, đến gặp giảng huynh. Mời Minh Nguyệt cô nương. Khám bệnh cho người ta còn phải xem tâm trạng. Hắc Vũ nương nương này quả là, bà ấy là như vậy, không ai làm khác được. Bà ấy thường có một số yêu cầu kỳ lạ đối với người bệnh. Nếu giống như ta, chỉ cần tiền thì khỏe rồi. Diệp tiên sinh đâu? Đang giúp huynh nói tốt với bà ấy. Đừng lo lắng, Diệp tiên sinh và bà ta là bằng hữu tốt, rất có tiếng nói. Nhận. Xin mời bên này, Giảng công tử đang ở bên trong. Xin mời vào trong. Lo lắng cho huynh mà, Giảng huynh, ta đến với chút thư cho huynh. Tư Mã Đăng, Giảng huynh, sao huynh lại đến đây? Giảng huynh, ta biết tin, nghe nói huynh không còn sống lâu được nữa nên đến thăm huynh. Nói gì vậy cơ chứ? Huynh có tiếc nuối không? Để ta ghi chép. Đừng vội khóc, sự việc vẫn có thể thay đổi mà. Ta có thể sẽ không chết được đâu. Tấm lực tiểu sử ta đều đã viết cho huynh, huynh không chết cái này. Được rồi. Có gì gì vậy? Hắc Vũ nương nương đã đến đây rồi. Trùng độc của ta được cứu rồi. Hắc Vũ nương nương, bà ấy không phải ở Hắc Vũ lĩnh sao? Bà ấy đã được ta mời đến. Ngươi ai vậy? Ngươi là... À, quên không giới thiệu. Hắn ta là Tư Mã Đăng, đệ nhất mỹ nam tử của lục diện Tư Mã Đăng. Còn ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ta phải nói với ngươi? Đồ lỗ mạng. Không nói thì thôi, ta không phải là không điều tra được. Giảng huynh, huynh... Cô nương bên cạnh huynh là ai? Sư phụ của môn phái nào? Là ai vậy? Nói ra thì dài dòng, sau này ta sẽ nói với ngươi sao. Mời ngồi. Được. Minh Nguyệt cô nương, ta có việc muốn hỏi cô. Minh Nguyệt cô nương, cô tên gọi là Minh Nguyệt. Vô Cảnh Đao là anh trai của cô.
Hai người sao không cùng một họ? Là biểu ca, không phải là anh ruột. Ngồi xa Minh Nguyệt nhà ta chút đi. Du Gia Bảo còn có thân thích họ Ngô phải không? Ngươi nói xem, con người ngươi, ngươi vừa đến thì mở miệng nguyền rủa Giản công tử, bây giờ lại lôi kéo cô nương nhà người ta hỏi cái này cái kia, còn nói không phải là đồ lỗ mãng sao? Nhìn cái gì mà nhìn, có tin là ta không mắc ngươi lại không? Ngươi chính là tiểu yêu nữ y quán cung gia phải không? Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Thảo nào mà miệng mồm nhanh nhẩu vậy. Nghe nói y quán của các người đã tiếp đón rất nhiều bệnh từ thập sắc môn. Nhanh nói cho ta biết, ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi tin tức. Ai thèm trao đổi tin tức với ngươi? Đừng có ngồi gần ta vậy, đừng đi nữa, chúng ta hãy bàn bạc thêm. Trong tay ta nắm rất nhiều bí mật, tiểu yêu nữ này xem ra đã gặp phải đối thủ rồi. Chúng ta cũng đừng bỏ lỡ nữa, nhanh đi tìm Hắc Dụ nương nương. Tiểu yêu nữ nói chút gì đi, ngươi đừng làm phiền ta. Muốn biết gì của thập sắc môn thì chi bằng ngươi đi hỏi. Hỏi ai? Hỏi ai cũng vô ích. Thấy bên nào mắc mẻ thì cứ chờ bên đó. Vậy ngươi nói cho biết, tại sao Hắc Dụ nương nương đi Yên Châu? Trong sổ tay ghi chép của ta không thể thiếu nội dung này. Ta đi Yên Sơn tiện thể đưa người đến. Người nói dối. Hắc Dụ lĩnh và Thiên Sơn, người Nam người Bắc, sao gọi là tiện đường? Ta nói tiện là tiện, liên quan gì đến ngươi? Vậy ta đi tìm Hắc Dụ nương nương. Cứ tự nhiên. Tiểu yêu nữ cố ý đưa Hắc Dụ nương nương đến Yên Châu chữa bệnh cho Giản Bất Tri. Mục đích không rõ ràng. Đừng giết bậy. Ta không hề giết bậy nửa chữ. Người nói không, nói không. Không nói ta sẽ. Được rồi, được rồi. Ta nói là được chứ gì. Ta không đi Thiên Sơn. Ta lo lắng bệnh tình của Giản công tử nên trực tiếp đến Hắc Dụ lĩnh chờ huynh ấy. Kết quả là chờ nửa tháng chẳng thấy huynh ấy đâu. Ta bèn trực tiếp đưa Hắc Dụ nương nương từ Hắc Dụ lĩnh đến Dịnh Đỗ Quyên. Sau đó thì sao? Không tìm được người nên lại đi Yên Châu. Sau đó nghe nói họ đi Liêu Đông. Cũng đúng lúc ta dự tính đi Liêu Đông. Thế là gặp họ trên đường trở về. Người thích Giản Bất Tri đúng không? Ta bị ta đoán trúng rồi đúng không? Ngươi đừng có giết bậy bạ. Cao Phúc, sao mấy hôm nay không thấy bọn Bạch Hồ? Bạch Mã Sư Huynh và Bạch Đầu Ông Sư Huynh đi Sơn Đông tiễn Dương Lão Đại về trời. Bạch Hồ Chữ Môn Sư Huynh đâu? Đưa hài cốt của thần cung Diêm La về La Gia Trại. Mọi thứ giờ trở nên hòa bình yên ổn. Trước khi đi hắn còn dặn dò ta, hãy tiếp đãi các vị cho tốt. Ta nói rồi, đường đường là một Yên Sơn phái, sao có thể du tình được? Diệp tiên sinh, Giản công tử, ngươi tỉnh rồi à? Bên trong là Hắc Dụ nương nương phải không? Đúng vậy. Ta nghe nói ngươi và bà ấy có quan hệ khá tốt phải không? Trước đây có lẽ vậy, quan hệ rất thân thiết. Hôm nay không biết vì lý do gì bà ấy đột nhiên giống như phát điên vậy. Không sao, ta tự nói với bà ấy. Ta cùng đi với ngươi. Diệp Tiếu Tiếu, không phải 8 năm trước đã chết rồi ư? Thế thì việc quay lại rất đáng. Hắc Dụ tiền bối, ta là Giản Bất Tri ở Thần Cơ Cốc. Ta bị trúng độc trước tâm trùng, muốn xin tiền bối giúp đỡ chữa trị. Tiền bối, chúng tôi có chút quà biếu người. Chuyện này Hắc Dụ nương nương sao lại là một nam nhân? Diệp Tiếu Tiếu không nói với các người sao? Ta tưởng các người đều biết cả. Ta làm sao biết được? Sớm biết như thế này, chúng ta đã hỏi Tư Mã Đăng trước. Món này chúng ta không thể tặng rồi. Thì ra ông ấy chính là Hắc Dụ nương nương, quả giống y như trong ghi chép. Trong giang hồ có nói đến Hắc Dụ nương nương còn có tên là Hắc Dụ hầu.
tuy là một lang y, nhưng lại chuyên dưỡng thi luyện trùng, nghiên cứu sâu tà môn ngoại đạo, nói năng thì quái gở. Có lang qua chỉ là dấu hiệu riêng biệt, cho nên mọi người đã đặt cho ông ấy một cái tên gọi khác là Hắc Dụ Nương Nương, là người ích kỷ hay thù dai, lấy việc quạch quẹ người bệnh làm niềm vui, ăn nói chua ngoa, lòng dạ độc địa, tính khí nóng nảy. Tất cả đều là những lời bịa đặt. Con mắt nào các ngươi thấy ta ích kỷ? Lỗ tai nào các ngươi nghe thấy ta? Người nào bị ta gây khó dễ? Ta mới phát hiện ra những gì hắn viết trong cuốn sổ nhỏ đều thật cả. Bây giờ không phải là lúc nên đắc tội người. Chính lũ đàn ông thối các người đi đến đâu cũng đều bêu xấu ta, đi đến đâu cũng vu cáo, hại bản nương ta, hại lão tử ta, đến đâu cũng bị người khác ruồng rẫy. Người người thấy ta đều lẩn tránh. Đối với những kẻ chuyên nịnh hót, sao ta không nói được những lời đó? Ta làm sao phải cứu chúng? Tiền bối nói chính xác. Tiền bối, chúng ta không cần để ý những kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng người khác được không? Tiểu huynh đệ này có vẻ là người hiểu chuyện. Có muốn làm đồ đệ của ta không? Ta bị bọn chúng chỉnh đốn, đến ngay cả một đồ đệ tốt cũng không có mà thu nhận. Tất cả đều do cái tên thẩm lân xấu xí mà ra. Ta thấy người rất ra dáng. Tiền bối, ta rất sợ sâu bọ. Thật là đáng tiếc, một chàng trai lớn tướng như vậy rồi. Còn cả tên ngốc của lục diện nhà ngươi, ai nói gì cũng viết vào, bêu rếu ta khắp nơi. Ta bị kẻ khác hiểu nhầm do ngươi hại cả đấy. Điều này chưa chắc đâu. Sao lại chưa chắc? Người người trên giang hồ đều nói Diệp Tiếu Tiếu chết trong chung rượu của ta. Còn có kẻ nói hắn chết trên giường ta. Trên giường ta? Hắn rõ ràng là chết trong chung rượu nhà hắn. Đoạn này là ai viết? Tin tức từ đâu ta cũng không biết. Nhưng dưới ngòi bút của Tư Mã Đăng ta tuyệt đối không thể nhầm lẫn như vậy. Hơn nữa, người chắc chắn không gây khó dễ cho người bệnh phải không? Có cần mỗi việc đều đọc cho ngươi nghe không? Có tầm nhìn hơn chút đi. Tiền bối, chúng ta đừng để ý hắn làm gì. Người khác nói gì ta không biết. Dù sao trong lòng ta, tiền bối là người có y thuật cao siêu, hành hiệp đại nghĩa. Hơn nữa các loại bệnh khó chữa trên giang hồ, chỉ có tiền bối mới có thể chữa được. Nương nương, ở đây vẫn còn có bệnh nhân đang chờ. Mấy năm nay cũng chỉ có gia đầu ngươi làm ta hài lòng nhất. Người nói ai là Giảng Bất Tri? Tiền bối, ta chính là Giảng Bất Tri. Ngồi đi. Vừa nãy ngươi nói ngươi mắc bệnh gì? Ta bị trúng độc. Khoan đã, lúc các người vào cửa không phải nói có quà tặng ta sao? Mang ra đây ta xem. Tiền bối, do thời gian quá gấp gáp, quà chúng tôi chuẩn bị không được chu đáo. Tiền bối, quà tặng mà chúng tôi chuẩn bị quá đơn sơ, không xứng với danh phận cao quý của tiền bối. Tiền bối hãy chữa bệnh cho huynh đệ ta trước, ta sẽ về chuẩn bị. Hôm khác ta sẽ mang đến cho tiền bối. Bớt nói nhảm đi. Đạo lý lễ vật nhỏ nặng nghĩa tình ta đây cũng rất hiểu. Hãy đưa nhanh ra đây cho ta xem. Món quà chúng tôi chuẩn bị rất nhỏ mọn, đừng nói phí lời. Tiền bối, có vẻ nặng đấy chứ. Chết rồi. Hắc Dụ tiền bối, món quà này mang đến nhầm rồi. Để ta lấy món khác lại cho người. Chờ đã, bỏ xuống cho ta. Rất tốt. Chính là nó rất tốt. Diệp Tiếu Tiếu 8 năm trước chết tại chính chung rượu nhà hắn. Diệp tiên sinh có thể nói cho ta biết tại sao con người có thể chết đi sống lại không? Xưa nay ta chưa từng có quan hệ gì với lục diện. Người có bí mật mới không dám quan hệ với lục diện. Đừng làm phiền Diệp tiên sinh nữa, ông ấy không thể nói với ngươi. Đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Thảo nào ngươi có thể sống đến bây giờ? Thì ra là do Hàn Băng Chưởng đã ngăn chặn được trùng độc. Chiêu này rất cao siêu. Sao bây giờ ngươi mới đến tìm ta? Giữa đường gặp một số chuyện, ta đã đi Khôi Lũy Đảo. Cái gì? Mạng của ngươi sắp mất rồi còn đòi ra biển. Sau đó đến Yên Châu, tiện thể đi đến Liêu Đông một chuyến. Ngươi đã trúng hàn độc, lại còn chịu lạnh. Hắc Vũ tiền bối, hàn độc và trùng độc mà Giản công tử trúng phải có thể giải phải không? Cái này giải thì có thể giải, nhưng hàn độc đã thâm nhập quá sâu nên nan giải đây. Nương nương, người có điều kiện gì xin cứ nói. Nếu chỉ cần chức tâm trùng bình thường, các người hãy đi giết một người, khỏa thân chạy khắp nơi để ta vui một chút là được. Tiền bối, chỉ cần người có thể cứu được Giản công tử, ta bằng lòng giết người vì tiền bối. Tiền bối, ta cũng có thể khỏa thân chạy được. Ta có thể trả tiền cho ngươi. Tiền ta không có, nhưng huynh đệ ta có. Đúng vậy. Tiền bối, nếu vụ án có gì rắc rối, ta có thể giúp người giải quyết. Thực ra ta có thể. Ngươi không thể rút ra ngoài à? Những thứ mà các ngươi nói đều không phải là thứ ta muốn. Ta biết ngươi muốn gì rồi. Nói thử nghe xem. Ta có thể mang y thuật, bao gồm cả y học mà cung gia không truyền cho người ngoài, truyền lại cho tiền bối, để đổi lấy tính mạng cho Giản công tử. Con nhà đầu này, điều kiện của ngươi quả là hấp dẫn đấy. Nhưng y thuật tuyệt đỉnh nhà họ cung các ngươi, nói thật ta chẳng ngưỡng mộ gì. Cái tên giết giết dễ dễ đó, sao ngươi không nói gì cả? Ta là người của lục diện, không có tiền, cũng không biết giết người, càng không biết y thuật. Dù gì ta cũng là đệ nhất mỹ nam tử của lục diện, không khỏa thân chạy rong, ngươi và ta cái này thật sự không hợp. Tất cả bọn ngươi, những người ở đây, chỉ có ngươi là có thể làm ta hài lòng, khiến ta có được thứ ta muốn. Hài lòng? Ngươi muốn làm gì vậy? Ta muốn ngươi đấy. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta muốn ngươi. Hãy giúp ta sửa lại những ghi chép trên giang hồ. Sửa, sửa thành Hắc Vũ Hầu, Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo anh tuấn, dốc dáng cao lớn, người người yêu mến. Còn nữa, ông ấy không những y thuật cao siêu, mà còn là một người chính nhân quân tử thật sự. Lòng dạ khoan dung, làm người quang minh lỗi lạc, đặc biệt rất lương thiện, cứu nhân độ thế, người người kính trọng. Quả là trăm năm mới có một người chính nhân quân tử như vậy. Nếu ngươi thấy vậy chưa đủ thì hãy thêm thắt nữa giúp ta. Nghĩ đẹp quá vậy. Ta là một sử quan trên giang hồ, làm vậy thì còn gì là nguyên tắc? Nếu người muốn ta giết vậy thì chi bằng giết ta đi, Tư Mã Đan. Cùng lắm là mạng này đổi lấy mạng của Giản huynh. Đó là một điều kiện mà ta có thể đáp ứng. Ta không cần cái mạng của ngươi, ta chỉ cần ngươi thay đổi lại ghi chép. Ta là người làm việc có nguyên tắc, không thể làm theo ý ngươi được. Vậy thì trao đổi không thành rồi. Mạng của Giản công tử nhà các ngươi, ta đây không cứu được. Tiền bối, là bọn ta đã đắc tội với tiền bối, là bọn ta đã sai. Nếu có hy vọng, xin tiền bối hãy nghĩ lại giúp. Nguyên tắc của ta các ngươi cũng biết đấy. Kẻ cần suy nghĩ không phải là ta. Tiền bối, ngươi ép ta ra tay giết người phải không? Hù dọa ta sao? Vị công tử này, vừa nãy ta còn khen người là kẻ biết điều cơ đấy. Giết ta thì lấy ai chữa bệnh cho Giản đại ca các ngươi? Ngươi cũng đã bị trúng độc. Thank you.
độc trùng ăn thịt người Thẩm Lân đã từng dùng để hạ độc Hồ Bát Nguyệt. Biết loại độc trùng này thì sẽ biết cách giải. Nếu đáp ứng được yêu cầu của ta thì ta sẽ giải độc cho các ngươi. Tiễn khách. Tiền bối, xin hãy suy nghĩ lại được không? Ta nói tiễn khách. Cút. Được. Xin lỗi đã làm phiền. Đi thôi. Giảng huynh, ngươi hãy đợi đấy. Ta chờ xem trò vui đây. Tính khí của hắn ta ngày càng kỳ quặc. Ai bảo ngươi không phải là Diệp Tiếu Tiếu thật? Ta là Diệp Tiếu Tiếu thật mà. Ngươi... Triệu huynh, mấy ngày này huynh nên để mắt tới Hắc Vũ nương nương. Huynh không nói ta cũng sẽ chú ý. Ta sẽ không để hắn chạy thoát. Không, ý ta là chúng ta phải bảo vệ hắn. Nếu hắn chết, hai chúng ta cũng không thể sống được. Đúng vậy. Lúc nãy ta cảm nhận luồng sát khí rất nặng đang nhắm vào hắn. Thì ra là Giảng Bất Tri đã để Thạch Anh bên cạnh Triệu Ngã Hoàng. Điều đó đã giúp ta rồi đó. Tiếp theo là chỉ cần lấy được Thạch Anh, giết Giảng Bất Tri là được. Thượng cấp đang dục rất cấp. Xem ra cha ta đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Nội ứng của phái Yên Sơn rốt cuộc là kẻ nào? Minh Nguyệt cô nương, ta đã điều tra gia phả của Du Gia Bảo, hình như không có họ hàng họ Ngô. Cô có thể giải thích rõ hơn không? Cô viết ta xem là được. Tư Mã Đăng, tại sao bỗng nhiên người lạ ức hiếp Minh Nguyệt cô nương vậy? Cô đến thật đúng lúc. Việc của hai chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Đừng làm phiền ta. Ta phải đi ngâm Ai Dao. Đừng theo ta. Cô hãy nói đi mà. Không nói. Minh Nguyệt cô nương, rốt cuộc là cô nương đã gặp rắc rối gì? Ta có thể giúp gì cho cô không? Ta thấy hắn ta không giống như người xấu. Chẳng qua hắn đang giận quá thôi. Chờ nguôi giận mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn. Không phải chúng ta còn có việc cần bàn bạc sao? Không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của huynh cả. Không phải muội nói muội cũng cảm thấy có sát khí ư? Đúng. Trực giác của sát thủ. Ta cũng có dự cảm không tốt lắm. Sao vậy? Huynh sợ mình sẽ chết ở đây? Ta sợ tất cả chúng ta đều chết ở đây. Ai vậy? Cứu giới, cứu giới, có thích khách. Cứu giới, cứu giới. Cứu giới. Tiền bối không sao chứ? Đừng có giở trò gì nữa. Người nói cái gì vậy? Trò gì cơ chứ? Muốn giỡn mặt à? Trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng đâm lén phải không? Giả vờ có người giết ta, sau đó ra tay cứu ta, để ta cảm kích mà giải độc cho các người. Anh hùng cứu mỹ nhân chiêu này lão nương ta gặp nhiều rồi. Tiền bối, người hiểu lầm rồi. Thật sự có người muốn giết người đó. Vậy ngươi nói cho ta biết kẻ nào muốn giết ta đi. Chắc chắn là vậy rồi. Giảng huynh, huynh đã đến. Triệu huynh, việc này rốt cuộc là như thế nào?
Vừa nãy ta nghe tiếng ông ấy kêu cứu, sau đó ta chạy vào cứu ông ta. Kết quả là Thích Khách đã trốn rồi. Thích Khách cái gì chứ? Thích Khách chính là ngươi. Con người ông sao không biết lý lẽ vậy? Là có người muốn giết ông, không phải ta muốn giết ông, ta đến để cứu ông. Ngươi có mà lừa quỷ. Giảng huynh xem con người này quả là. Chỉ cái gì mà chỉ, muốn đánh nhau phải không? Chịu thiệt vẫn chưa đủ à? Triệu huynh, huynh quên ta đã nói gì với huynh sao? Ta không quên. Thật là tức quá đi, con người hắn. Hai người đừng có diễn kịch trước mặt ta nữa. Một kẻ đóng vai thư sinh, kẻ đóng vai quân tử. Đây là giảm bất tri ở thần cơ cốc đúng không? Đầu óc chỉ dùng những việc như thế này. Tiền bối, mạng sống của bọn ta đều nằm trong tay tiền bối, không có lý do gì để lấy mạng người cả. Như thế này nhá, tiền bối hãy cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra kẻ nào muốn giết người. Giảng công tử, giảng công tử, giảng huynh, Diệp tiên sinh, để ta. Việc này rất gấp. Đây đã là lần thứ 10 huynh phải cho máu chảy ra. Lần tới nếu huynh tiếp tục hôn mê, e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Nếu không có ta, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm một ngày. Dù sao sáng sớm mai ta cũng đi rồi, các người tự lo đi. Tiểu bối, thật là tức chết con người này. Giảng công tử, ta dìu công tử về phòng nghỉ ngơi. Giảng huynh, mục đích thực sự của tên Thích Khách đó có lẽ là cần mạng của ta. Tại sao? Mọi người đều ở sau lưng ta. Hắn không dễ gì ra tay. Nhưng nếu Hắc Vũ nương nương chết, ta chắc chắn là phải chết. Hắn đến và đi một cách tự do, nên ta nghi ngờ là người trong nội bộ phái Yên Châu. Ta cần phải tóm được hắn. Huynh bây giờ không nên lo lắng quá độ. Diệp tiên sinh đã nói rồi, nếu huynh hôn mê lần nữa, e là sẽ không tỉnh lại nữa. Hắn ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp chúng ta. Nếu giữ hắn lại, hậu quả sẽ vô lượng. Nhưng với sức khỏe hiện tại của huynh, Triển cô nương, trong sổ ghi chép của cha ta đã viết, hung thủ trong bóng tối luôn nắm thế chủ động, thám tử luôn ở thế bất lợi. Chỉ cần cất giấu được con ác chủ bài, chờ cho đến khi kẻ địch cho rằng đã hết đường, hắn nhất định sẽ ra khỏi bóng tối. Nếu chúng ta biết vận dụng con ác chủ bài này, thì sẽ là đòn chí mạng đối với hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải chờ đợi cơ hội chín muồi. Nhân lúc ta còn nói được, cái này giao cho cô nương. Đây là gì vậy? Con ác chủ bài của chúng ta. Ta phải nói vài lời với cô nương. Cô hãy gọi Triệu huynh đến đây đi. Ta còn có việc muốn dặn dò huynh ấy. Triển nhị thập nhất, những sát thủ của Triển bộ đến tìm ta để chữa bệnh và đều đã được cứu sống. Nếu ta tùy tiện tiết lộ thông tin của họ, không những sẽ hại chết họ mà còn mang lại quả sát thân cho chính ta. Trừ phi là kẻ thân cận nhất, bằng không một từ ta cũng sẽ không hé. Ta đã xem ngươi như người thân từ rất lâu. Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời cho ngươi.
Ngươi định làm gì vậy? Tiểu yêu nữ, ngươi khóc à? Ta đâu có khóc. Đây là cái gì? Ta nghĩ cái này ngươi sẽ rất cần. Sát thủ của Triển Bộ mà ngươi đã từng chữa trị. Không sai, tất cả đều ở đây. Ngươi, ngươi cái gì? Đừng nói lời nhảm nhí nữa, nhanh đi theo ta. Câu trả lời chưa tìm ra, ta không thể đầu hàng được. Sự thật đang ở trước mắt. Chắc chắn ta đã bỏ qua manh mối rất quan trọng. Tại sao phải giết ta? Bởi vì ngươi đã bị thập sát môn để mắt đến. Thập sát môn tại sao lại muốn giết ta? Cứu giới, cứu giới, có thích khách. Vừa rồi Hắc Dụ nương nương đã gặp phải thích khách, hung thủ có lẽ nhắm vào ta. Lẽ nào là gì đó là Thạch Anh đang cất giấu danh sách? Lãng tử Ngô Cảnh Đao không phải đã chết ở Khô Lũy Đảo rồi sao? Bạch Hạc, hai người họ có quen biết không? Ta còn có một tên gọi khác là Danh Cửu. Minh Nguyệt là Thạch Liễu đến Khô Lũy Đảo tìm Ngô Cảnh Đao. Trước đây Triệu Ngã Hoàng đã từng nói nội tình của Thạch Liễu và Triển Thập Thất rất giống nhau, cả Triển Thập Nhị cũng rất giống. Binh khí của cô ta là kéo. Lẽ nào Thạch Liễu chính là sát thủ của Triển Bộ? Bạch Hạc thuộc Danh Bộ, Ngô Cảnh Đao, Thạch Liễu là người của Triển Bộ. Vậy thì cái đang cất giấu bên trong Thạch Anh chắc chắn là danh sách của Danh Bộ. Nếu như ta phán đoán đúng, Minh Nguyệt chắc chắn là người của Thập Sát Môn. Bọn họ đến Khô Lũy Đảo thực ra là vì muốn tìm danh sách cất giấu trong Thạch Anh. Ta muốn tặng ngươi một thứ này rất thú vị. Bây giờ là lúc ta nên giải thoát rồi. Miếng Thạch Anh thất lạc bỗng dưng rơi vào tay ta, cho nên Thập Sát Môn mới tìm cách giết ta diệt khẩu, giành lại miếng Thạch Anh. Đây là Minh Nguyệt nhà chúng ta đem thức ăn đến cho mọi người. Như vậy Minh Nguyệt xuất hiện ở Liêu Đông là có mục đích. Cô ta nhằm vào ta. Thảo nào Tư Mã Đan đã nói Du Gia Bảo không họ hàng mang họ Ngô, vì Ngô Cảnh Đao và Minh Nguyệt hoàn toàn không phải là họ hàng, mà là đồng bọn của Danh Môn. Câu trả lời đã rất rõ, Minh Nguyệt mới là kẻ thù. Thạch Anh đang ở trong tay Triệu Ngã Hoàng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ta nhất định phải nói chuyện này cho Triển Cô Nương và Triệu Huynh. Muộn rồi, có lẽ cao thủ đã ra tay rồi. Hai người đêm hôm khuya khoắt mà làm gì vậy? Thứ mà ngươi cần đã lấy được. Ta cầu xin ngươi hãy đồng ý với huynh ấy đi. Cầu xin ngươi đó. Hai người đang diễn kịch à? Là như thế này. Cô nương này vừa đưa ta cái này. Thông tin cô ta đã từng cứu chữa cho nhiều sát thủ của Triển Bộ đều ở đây cả. Cô ta dự tính sẽ bán đứng các bệnh nhân của cô ta. Phải rồi. Những thông tin này quả là những thứ ta muốn có. Nhưng ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy đối với ngươi mà nói, điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là ta đã bán đứng bọn họ. Từ nay về sau ta sẽ trở thành đối tượng bị truy sát của Triển Bộ. Cả cuộc đời còn lại của ngươi e rằng sẽ là chuỗi ngày trốn chạy sự truy sát. Ngươi muốn biến giấc mơ trở thành thiên hạ đệ nhất thần y tan dở hay sao? Không sao cả. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Những thông tin này quả là rất đáng quý. Nhưng xin lỗi nha. Ngươi làm gì vậy? Như vậy là có ý gì? Ngươi, ta dù gì cũng là một mỹ nam tử. Việc làm thừa nước đục thả câu không phù hợp với ta.
Làm cái quái quỷ gì vậy? Một cô nương lại có thể vì một tên Giảng Bất Tri mà từ bỏ nhiều như vậy? Tư Mã Đan ta có mối ân tình sâu nặng với Giảng Bất Tri, sao lại có thể trơ mắt ngồi nhìn được? Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bây giờ ta sẽ thay đổi nội dung ghi chép liên quan đến ngươi. Tốt lắm. Ta sẽ xem ngươi thay đổi thế nào. Hắc Dụ Hầu, Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo anh tuấn, thân thể cao lớn, người người đều yêu. Không chỉ có vậy, y thuật cao thâm, là anh hùng chính nghĩa thật sự. Sao vậy? Thấy buồn nôn đúng không? Không có. Làm người khoan dung độ lượng, thiện lương, cứu người vô số, thật sự là trăm năm có một. Đại hảo nhân. Sao vậy? Bọn chúng bảo ta xấu tính, còn nói giọng nói ta nghe rất tệ, nói ta là Lan Hoa Chỉ. Bọn họ còn nói ta là yêu quái. Mỗi người sống trên đời đều là độc nhất vô nhị. Ta biết ngươi quả có một số điểm không giống với người khác, nhưng theo ta thấy, nội tâm ngươi rất dịu dàng, lương thiện, là một lan y tốt. Bọn họ nói vậy là bọn họ đã sai. Ngươi không hề sai, cho nên ngươi không nên vì cái sai của người khác mà trách móc bản thân mình. Được rồi, nam nhi hảo hán đại trượng phu không dễ dàng rơi lệ, đừng khóc nữa. Viết như vậy được rồi phải không? Ngươi có biết ngươi viết như vậy đối với ngươi sẽ như thế nào không? Điều đó có nghĩa là ta sẽ không còn là một sử quan trong giang hồ đúng nghĩa nữa. Không thể ghi chép cái sự việc trên giang hồ như sự thật, là vết nhơ cả đời của một sử quan. Cho nên lúc ta chưa thay đổi ý định, Hắc Dụ nương nương xin hãy nhanh tay. Yêu cầu của ngươi ta đã làm, xin hãy cứu Giảng Bất Tri để ta xem sao đã. Ai biết ngươi giết giả hay giết thật? Giảng Bất Tri sao lại có được bằng hữu như các ngươi? Thật sự rất tốt. Tại sao ta lại không có được? Cũng là con người cả, tức chết đi được. Giảng huynh, Giảng huynh, Giảng công tử, Giảng huynh, Giảng công tử, Giảng huynh tỉnh lại đi. Nào, hãy khiêng huynh ấy lên đã. Nào, Hắc Dụ nương nương, Diệp Tiếu Tiếu nếu vẫn còn sống, ta đã không thể biến thành như bây giờ. Ông trời thật không công bằng. Ê, 你干嘛?
Ngươi làm gì vậy? Cái này... Nhân thế gian nhất đoạn hòa khí dung dị, lượng trợ sáp đao nan đắc, chính là nhằm vào hai tên tiểu quỷ các ngươi. Vì bằng hữu có thể hy sinh như vậy, lão nương ta, đại ca ta bằng lòng giúp chúng. Ý của ngươi là... Ý của ta là ta không cần bất cứ điều kiện gì giúp các người cứu sống Giản Bất Tri. Thật sao nương nương? Nương nương không hắc dụ đại ca chứ? Ngươi thật sự quá tốt rồi. Ngươi mới biết à, tiểu nhà đầu. Các ngươi đều ở đây à? Giản huynh lại hôn mê rồi, đi nhanh thôi. Đừng sợ, có đại ca ở đây. Đi, chúng ta đi xem sao. Hàng độc đã xâm nhập vào tận nội tạng, nhưng hãy yên tâm, vẫn có thể cứu được, không chết đâu. Vậy thì tốt quá. Ta tiêu diệt trùng độc trước. Đây là một loại trùng mới ta cho hắn uống. Tên gọi là phong trùng. Loại trùng này rất tham ăn, có thể ăn trước tâm trùng trong cơ thể hắn. Ăn một cách sạch sẽ, nó sẽ không ăn cả Giản huynh ta chứ. Loại trùng độc này tuy tham ăn, nhưng nó rất kén chọn. Nó chỉ ăn sâu bọ, không ăn thịt người. Loại trùng này sẽ khiến cho trước tâm trùng trong cơ thể hắn, sau khi ăn xong sẽ đói mà chết, sau đó được bài tiết theo niệu dịch ra ngoài. Thôi được rồi, sau khi giải độc cho hắn xong, sẽ tiếp tục tiêu diệt hàng độc. Chúng ta có thể dùng nội lực giúp huynh ấy đẩy độc tố ra. Đúng vậy, nhưng không phải là lúc này. Trưa mai khi nắng lên cực điểm, đó là lúc chúng ta sẽ tập trung vận công, có lẽ sẽ cứu được. Nhưng huynh ấy đã trúng hàng độc rất nặng, nội lực của chúng ta có thể giúp huynh ấy đẩy độc tố ra không? Cái này ta, nội lực của các vị ta rõ nhất. Chỉ cần chúng ta cùng kết hợp, Giản công tử sẽ được cứu. Được rồi, để ta đi chuẩn bị. Tên ngốc kia đi theo ta. Ta nói ngươi đấy. Cần ta làm gì? Độc trùng của ngươi không cần phải giải phải không? Có chứ, có chứ. Chờ ta với. Tiểu yêu nữ, Minh Nguyệt cô nương đâu? Hình như cô ấy không được khỏe, nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Minh Nguyệt, Giản huynh có thể cứu rồi. Độc tố trong cơ thể ta cũng đã được giải. Chờ đến chính ngọ trưa mai, bọn ta sẽ giải độc cho Giản huynh. Huynh ấy không sao rồi. Diệp Tiếu Tiếu và Hắc Dụ nương nương đang chuẩn bị. Minh Nguyệt, hôm nay thật là vui quá đi. Ta chuẩn bị chút rượu cùng chúc mừng nhé. Ta có lời muốn nói với cô nương. Ngoài mẹ ta ra, trong cuộc đời ta còn có hai người rất quan trọng đối với ta. Một người chính là Giản huynh của ta, một người khác nữa chính là cô nương. Chờ sau khi Giản huynh khỏi bệnh, ta và cô nương sẽ về Du Gia Bảo. Ta muốn đặt vấn đề với phụ thân cô nương. Lễ vật tuy ta không có, nhưng ta có thể hỏi mượn Giản huynh. Lần đầu tiên gặp họ, không thể hiện được tấm lòng thì cũng phải thể hiện được sự nghĩa khí. Ta không muốn để thân mẫu của cô nương có ấn tượng không tốt đối với ta. Ta không giỏi những việc này. Ta trước đây sống bất cần, luôn muốn bôn ba phiêu bạt giang hồ, ngắm hết mỹ nữ trong thiên hạ. Nhưng từ sau khi ta gặp cô nương, ta chỉ muốn nhìn một mình Minh Nguyệt nàng. Ta còn nhớ lúc chúng ta ở bên nhau, những ngày tháng ở Khôi Lũy Đảo đều như một giấc mơ. Đến Vịnh Đỗ Quyên,
thì cô nương và ta chia tay nhau. Mỗi ngày trải qua như ngục tù đối với ta. Bây giờ ta đã hiểu vì sao nhiều người lại thích vẽ tranh, là vì như thế này: có thể vẽ hình cô nương trên bức tường ở trong phòng, trước khi ngủ có thể nhìn thấy cô nương, mỗi sáng tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy là cô nương. Đáng tiếc thay, ta vẽ không được đẹp lắm. Cô nương đến đây. Những ngày ta và cô nương không ở bên nhau, ta trở nên thích buổi tối. Chỉ vì khi tối đến, nhìn thấy ánh trăng, là ta có thể nhớ đến cô nương. Sau này thì tốt rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô nương, cùng trải qua cuộc sống như thần tiên. Minh Nguyệt, nàng đồng ý làm người đi bên cạnh ta suốt quãng đường còn lại chứ? Mọi thứ hãy để ta lo liệu, hãy làm phu nhân Triệu Ngã Hoàng ta. Thật đấy, tốt quá rồi. Từ nay về sau, ta sẽ đưa nàng đi ngao du khắp chốn, ăn tất cả sơn hào hải vị có trên đời, cùng ngắm những cảnh đẹp nhất trần gian, và cùng hành hiệp trừ nghĩa, trừ gian diệt ác, cho đến khi những người trên giang hồ chỉ cần thấy chúng ta, họ sẽ nói đây chính là Triệu Ngã Hoàng đại hiệp trong truyền thuyết. Thật vĩ đại, thật khôi ngô. Người bên cạnh ông ấy chính là Minh Nguyệt phu nhân mà ông ta yêu nhất. Thật đẹp như tiên nữ vậy. Hai người quả rất xứng đôi, quả là hoàn hảo. Đúng rồi, chiếc vòng ngọc này tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó chính là vật năm xưa cha ta đã tặng cho mẫu thân ta. Cha ta đã nói với ta, chiếc vòng ngọc này cả đời này chỉ có thể tặng một lần, ai mang nó thì không được tháo xuống. Nàng bằng lòng đeo nó chứ? Thật đẹp quá. Người hãy ghi nhớ kỹ, người của thập sắc môn không thể có tình cảm, không thể có bạn bè, càng không thể có người mình thương. Minh Nguyệt, nàng sao vậy? Ngồi đi. Minh Nguyệt, đêm nay thật là song hỷ lâm môn. Thực ra tuổi lượng của ta không cao, Minh Nguyệt, nếu ta tiếp tục uống, ta e rằng ta sẽ say đến ngày mai. Nàng làm sao vậy? Nàng mọi khi hình như ta có cảm giác nàng mới hôn ta. Minh Nguyệt, ta uống nhiều rồi. Nếu để nhạc phụ, phụ mẫu biết, ta e rằng họ sẽ có ấn tượng không tốt về ta. Minh
Minh Nguyệt cô nương, ta biết trong hoàn cảnh này, với tâm trạng như thế này rất khó kìm nén, nhưng ta nghĩ chúng ta nên chịu một chút. Giản công tử nói rất đúng, kẻ xấu vẫn còn ẩn núp ở đây. Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng. Nếu không lôi hắn ra ánh sáng, hắn sẽ tìm cơ hội hại Giản công tử. Giản công tử, huynh hãy cố gắng nghỉ ngơi. Ta nhất định sẽ sử dụng tốt con át chủ bài mà huynh giao cho ta. Gián tiếp theo chúng ta sẽ thay huynh đánh thắng. Công tức cô nương, ta biết cô đang ở đây. Sao ngươi biết ta đang ở đây? Ta không an tâm về Giản công tử, nên tới đây xem. Thay ta chăm sóc cho huynh ấy thật tốt. Còn ngươi đi đâu? Ta ra ngoài có chút việc, mọi việc nhờ cô nương. Cẩn thận. Hãy cắt nhỏ những miếng thảo dược này. Nhiều nước vậy đủ rồi phải không? Không đủ thì tiếp tục thêm. Đun sôi nó lên. Ta biết rồi. Cao Phúc, nước vẫn cần tiếp tục thêm. Được rồi, hãy bỏ linh chi ngàn năm tuổi của ta vào luôn. Ta biết rồi. Triển cô nương, xin đừng đi. Triển cô nương, Triển cô nương. Minh Nguyệt, ta thích cô. Ta cũng vậy. Ta có một đại ca tên gọi là Danh Nhị. Tên của ta là huynh ấy đặt cho. Huynh ấy nói: Minh Nguyệt, muội được sinh ra trong bóng tối thì cần phải chiếu sáng bóng tối. Năm đó ta 5 tuổi, thân phận huynh ấy bị bại lộ và đã bị các chính phái bao vây giết chết. Cuối cùng huynh ấy đã chết dưới thiết chưởng của Dương lão đại. Sau đó ta đã thay huynh ấy trở thành một Danh Nhị thứ hai. Ta vốn là người của thập sắc môn, vốn không thể có tình cảm. Mãi cho đến khi gặp huynh ở Khôi Lũy Đảo, huynh biết không, ở bên cạnh huynh giống như được mặt trời soi chiếu vậy.
trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ta bắt đầu có cảm giác muốn được yêu thương. Ta đã mong chiếc thuyền đó mãi mãi không bao giờ sửa xong. Mỗi ngày ta đều có rất nhiều lời muốn nói với huynh. Ta muốn huynh nghe tiếng ta nói. Minh Nguyệt. Đây là tên của cô nương phải không? Chỉ có điều đáng tiếc, đây là đêm cuối cùng của ta và huynh. Xin lỗi, là ta đã lừa huynh. Ta không phải là kẻ câm, ta là người của thập sát môn. Đến ngày mai, Giảng Bất Tri sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, nhưng huynh sẽ vẫn sống. Sau khi giết chết Giảng Bất Tri, ta sẽ biến khỏi tầm mắt của huynh. Cả đời này huynh sẽ hận ta, nhưng bây giờ ta phải nói với huynh, những ngày tháng chúng ta ở bên cạnh nhau là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ta. Thật lòng muốn được ở Khôi Lũy đảo mãi mãi. Nếu như vậy, câu chuyện của chúng ta có thể sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ có điều đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Viết truyện tứ là một thanh niên trẻ tuổi tên Triệu Ngã Hoàng, là huynh đệ của Giảng Bất Tri. Một người tên Giảng Bất Tri đã khiến ta phải trả cái giá quá đắt. Môn chủ bảo ta đi Liêu Đông giết Giảng Bất Tri. Liêu Đông là địa bàn của Dương Lão Đại, ở đó rất nguy hiểm. Ta chắc chắn có thể giết được Giảng Bất Tri, lấy lại Thạch Anh. Nhưng ta có một điều kiện. Nói đi. Sau khi Giảng Bất Tri chết, chúng ta hãy tha cho Triệu Ngã Hoàng. Lão Triệu, Lão Triệu, Lão Triệu, nhanh tỉnh lại đi. Huynh đã uống bao nhiêu vậy Lão Triệu? Lão Triệu, thế nào, đến rồi phải không? Không biết đã uống bao nhiêu, ngủ giống như một con heo chết thế kia, gọi kiểu gì cũng không dậy. Thôi đi, dù sao nỗ lực của hắn cũng không được bao nhiêu, mấy người chúng ta hợp lực lại cũng đủ rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, bắt đầu thôi. Khoan đã, ta nhắc nhở các vị một chút.
thì chúng ta truyền chân khí cho hắn, trong quá trình đó không được gián đoạn, nếu không hắn sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Các vị đều giữ chặt nhé. Yên tâm đi, trước khi nội tạng chưa bị cạn kiệt, ta tuyệt đối sẽ không thả tay. Tốt, chúng ta bắt đầu nhé. Tiền bối, tại sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh? Hàn độc trong cơ thể hắn vẫn chưa giải hết. Mọi người hãy kiên trì thêm chút nữa. Từ Mã Đan, ngươi ngủ gục rồi đấy à? Đừng ồn, ta sắp đến cực điểm rồi, không còn sức mà đùa nữa đâu. Các vị xin hãy kiên trì thêm chút nữa, sắp xong rồi. Tiểu Dương, ngươi đến làm gì vậy? Ta phụng lệnh của thập sát môn đến lấy mạng của Giản công tử. Được đấy, hôm đó ám sát lão nương ta thì ra là thằng nhãi con này. Thì ra hắn vẫn núp ở đây, sát thủ của Yên Sơn phái là ngươi. Đáng tiếc thay, các ngươi biết quá muộn. Ngươi dám động vào bọn ta cứ thử xem, có tin ta sẽ chém ngươi ra hàng trăm mảnh không? Các ngươi còn sức để đánh với ta không? Hay là để ta tiễn Giản công tử lên đường trước? Đừng giết huynh ấy, hãy giết ta trước. Hãy giết ta trước, giết ta trước đi. Đừng giết ta trước, ngươi muốn chơi cướp gì? Dù sao các ngươi ở đây kẻ nào cũng đều phải chết cả. Ta sẽ giết tên miệng mồm nhanh nhẩu đi trước. Là ấm áp. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên muốn giết ta. Những kẻ muốn giết ta đều chết rất thảm. Nên ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Hãy nộp mạng đi nào. Đúng là ta đã quá xem thường thập sát môn các ngươi. Yên Sơn phái bọn ta suýt chút nữa bị các ngươi hủy diệt. Trưởng môn sư bá, không phải ngươi đã đi La Gia trại ư? Là ta đã kêu ông ấy quay về. Nhân lúc ta còn có thể nói được, cái này giao cho nàng. Đây là cái gì? Đây là con ác chủ bài của chúng ta. Ta có mấy lời muốn nói với nàng. Ta có thể không chịu đựng được bao lâu nữa. Nếu ta có gì bất trắc, những gì còn lại nàng hãy lo liệu giúp ta. Loại thuốc pháo này
là ám hiệu mà Bạch Hồ và Bạch Hạc dùng để liên lạc với nhau. Chỉ cần thuốc pháo này vang lên tiếng nổ, Bạch Hồ nghe thấy sẽ lập tức đến ngay. Nhất định phải dùng nó. Triệu Đại Bổng chuẩn bị ngựa. Được. Giảng công tử đã nói, chỉ khi chúng ta thấy cùng đường bí lối nhất, kẻ địch cũng sẽ từ trong bóng tối nhảy ra. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội đó. Hãy đánh hắn một cách bất ngờ. Thời cơ này lúc nào sẽ đến? Ngày mai mọi người sẽ hợp lực đẩy độc cho giảng công tử. Nội lực của chúng ta sẽ bị cạn kiệt vào giờ ngọ. Kẻ địch chắc chắn sẽ ra tay vào lúc này. Chúng ta hãy chờ đến lúc đó đưa ra con át chủ bài của chúng ta. Bạch Hồ Chưởng Môn, người chính là con át chủ bài của chúng ta. Chưởng Môn sư bá, trung hiếu không thể đều chu toàn. Ta vẫn là người của Thập Sắc Môn. Xin lỗi. Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta đã bảo ngươi không nên quay lại. Ngươi quay lại chẳng qua là phải tiễn thêm một mạng người nữa mà thôi. Bảo bối của ta Vũ Lôi Đạn tất cả đều đang ở đây. Chết rồi Vũ Lôi Đạn. Tất cả sẽ cùng chết. Hành động đã giải xong rồi. Giảng công tử, đi nào, nhanh thôi, đi đi. Đầu ta sao lại đau thế này? Sao lại bị như vậy? Đây, nhanh lên dập lửa, nhanh lên. Nhanh đi lấy nữa. Cô còn nước không? Giảng công tử huynh không sao chứ? Không sao. Nước đây, nước đây. Không ngờ rằng suýt chút nữa ta đã chết do Vũ Lôi Đạn của chính mình. Sao không thấy Triệu Ngã Hoàng đâu cả? Huynh đừng nhắc đến hắn ta. Đến bây giờ vẫn còn say bí tỉ, chưa tỉnh nữa. Xem ra huynh ấy đã bỏ lỡ một trận đánh quyết liệt. Vậy mọi người có thấy Minh Nguyệt đâu không? Không thấy đâu. Thực ra Tiểu Dượng chỉ là một con cờ. Kẻ thật sự muốn giết ta chính là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Cô nương muốn đi đâu? Về nhà. Về Du Gia Bảo hay Thập Sắc Môn? Thập Sắc Môn. Kẻ nào ngăn cản ta, kẻ đó sẽ chết. Hãy theo ta về, ta sẽ cầu xin họ tha thứ cho cô nương. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ta không thể từ bỏ thập sát môn. Ta không phải là triển thập thức. Ta không có tình cảm, không có bạn bè, càng không thể có người để thương. Ta chỉ có nhiệm vụ. Nếu trong lúc ta thực thi nhiệm vụ có gây nên hiểu nhầm gì với ngươi, xin hãy bỏ qua cho. Cô lừa ta, cô thích ta. Khi ở khô lũy đảo, cô đã dùng cơ thể mình để chặn một nhát kiếm giúp ta. Cô kiên định và nghiêm túc như vậy, vì ta biết nhát kiếm đó sẽ không đâu. Lúc hết tổ giận ép ta dạch trần bản thân, cô đã đau lòng đến rơi lệ. Nước mắt nữ nhân vốn có thể lừa nam nhân, cô không lừa nổi ai đâu. Đừng giả vờ mình là kẻ đa cảm. Lẽ nào nước mắt của cô đều là giả sao? Lúc ở Liêu Đông, cô đã ngàn dặm xa xôi đến tìm ta. Ánh mắt của cô, ta biết không hề lừa ta. Ta đi giết giảng bất tri. Tối hôm đó lúc cô ôm ta, đó là lúc đang diễn kịch. Cô dùng chính cơ thể mình để diễn kịch sao? Diễn kịch cũng tốt thôi, mà diễn kịch và thật thì cũng vậy. Mục đích của ta chỉ có một, chính là lợi dụng ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Ta tiếp cận ngươi không phải vì ta thích ngươi, mà là gì? Chỉ có người đàn ông suy nghĩ đơn thuần như ngươi mới dễ dàng mắc bẫy. Không, đêm qua cô đã không nói như vậy. Ta đúng là sai, nhưng những lời cô nói ta đều nhớ. Cô vốn là người của thập sát môn, trời sinh vốn không có tình cảm. Mãi cho đến khi gặp ta ở khô lũy đảo. Đừng nói nữa. Cô ở bên cạnh ta giống như được mặt trời chiếu sáng, trong lòng vô cùng ấm áp. Ta xin người đừng nói nữa. Ta mong chiếc thuyền đó sẽ không thể sửa lại. Mỗi ngày cô đều có nhiều điều rất muốn nói với ta. Triệu Ngã Hoàng, huynh đừng có cố chấp mãi như vậy được không? Là một người đàn ông cần phải mạnh mẽ, chính tà phải phân minh. Đứng trước mặt huynh là sát thủ của thập sát môn, là danh nhị môn chủ tương lai của thập sát môn. Nếu huynh là một đại hiệp, huynh hãy dùng dao kiếm để nói chuyện. Cô nương muốn quyết đấu cùng ta, huynh không giết ta thì ta cũng phải giết huynh. Ra tay đi. Ta không đánh nữ nhân. Thân thủ nhanh thật đấy. Được chết dưới tay của huynh cũng đáng. Ra tay đi. Nàng đi đi. Bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Hãy trả vòng ngọc lại cho ta. Chiếc vòng này chỉ tặng một lần trong đời. Ai đã mang nó thì không được tháo ra. Nó là của ta. Minh Nguyệt, đừng quên khô lũy đảo. Hãy quên đi, trên đời này không có Minh Nguyệt.
Giảng huynh, xin lỗi huynh, ta phải để Minh Nguyệt đi. Thạch Anh đã bị cô nương ấy mang đi. Mang đi rồi thì thôi, đó vốn là thứ thuộc về họ mà. Thứ thuộc về họ, đó là danh sách của danh bộ cách đây 15 năm trước. Bọn họ được phân công trà trộn vào các môn phái lớn trên giang hồ. Bây giờ họ cũng đều đã lớn tuổi. Nếu danh sách này bị phát tán ra ngoài, sẽ có thể xảy ra một cuộc thanh trừng lớn, thậm chí có thể là một đại nạn. Những cái tên này ta cũng không muốn nhớ đến. Vận mệnh của họ, hãy để họ tự quyết định đi. Nói rất hay, đây mới chính là đạo lý của hiệp nghĩa. Giảng công tử biết cảm thông với nỗi khổ người khác, lòng dạ khoan dung, thật sự khiến người khác phải nể phục. Giảng huynh, sức khỏe của huynh cũng khá hơn rồi, sau này có dự định gì không? Đưa huynh và Triển cô nương đến thăm Thần Cơ Cốc một chuyến, chào người cha đã mất của ta một tiếng. Sau đó chúng ta đến Dương Ốc Sơn thăm cha mẹ huynh. Được đó, đến lúc đó ta cũng muốn trở về uống với cha ta một ly. Tư Mã Đan, Lục Diễn xảy ra chuyện, kêu bọn ta phải trở về ngay. Ta phải đi đây, vừa mới gặp phải chia tay. Đúng vậy, trước đây Lục Diện có những ghi chép về nương nương, những thông tin sai lệch, nhiều cái không đúng sự thật. Thật ra tiền bối là một người với tính cách khẩu xà tâm Phật, thiện lương dũng cảm và có nghĩa khí. Ta sẽ theo sự thật mà sửa lại, cách đó là tốt nhất. Xin cáo biệt ở đây. Cáo từ, cáo từ, cáo từ. Chờ đã, tên lỗ mãn kia. Các vị xin cáo từ. Chờ đã nào, ta đây còn nợ ngươi món nợ ân tình. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đa tạ người đã cứu giảng huynh của ta. Không có gì, chỉ là việc thường thôi. Tuy nụ cười dung mạo và y thuật của ngươi rất giống với Diệp Tiếu Tiếu đã mất, nhưng có một cái khác, đó chính là huynh ấy vô tư tốt bụng. Tất cả thần y trên đời này đều khó sánh với huynh ấy. Huynh ấy mãi mãi duy nhất trong lòng ta. Ta chính là Diệp Tiếu Tiếu. Ta biết trên đời này bất cứ ai đều là độc nhất vô nhị. Ta cũng biết ngươi có những cái không giống với người khác, nhưng ta thấy nội tâm của ngươi rất dịu dàng lương thiện, là một lang y tốt. Bọn chúng nói ngươi như vậy là do bọn chúng không hiểu biết. Xin đa tạ, xin đa tạ, đa tạ ngươi. Bọn chúng có thể nói là bọn chúng không hiểu biết. Hẹn ngày gặp lại, hẹn ngày gặp lại. Diệp tiên sinh, tiếp theo người sẽ đi đâu? Ta sẽ đi Hắc Vũ Lĩnh. Giảng công tử có phải huynh quên việc gì phải không? Triệu Ngã Hoàng, huynh hãy giúp giảng huynh nhớ thử xem, ta đâu biết gì đâu. Có phải là muốn đưa ta đến Thần Cơ Cốc? Thật sự huynh không nhớ gì ư? Ta không thể nhớ chuyện gì cả. Đừng nói nữa, đi nhanh thôi.
sự tiếc nuối của huynh đã chấm dứt ở đây, ta cũng nên kết thúc sự tiếc nuối của ta. Xin lỗi Giảng Hiền Điệt, có một số bí mật ta chỉ có thể giữ cho đến chết. Đó đã trở thành ác mộng của ta. Ta thật không thể ngờ 8 năm sau ta lại nhìn thấy gương mặt đó. Lúc ta gặp hắn ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, ta đã biết hắn không còn võ công và quên mất chính mình là ai. Hắn cứ tưởng mình là Giảng Bất Tri, con trai của đại ca Giảng Tần Quang. Sao có thể như vậy được? Thật đấy, Giảng Bất Tri luôn ở phía Đông Hải. Tiền bối, chúng ta đã nhìn thấy đúng không? Giảng huynh đệ, ngươi chớ quên, cô nương này là sát thủ giết người không chớp mắt. Sát thủ là thân phận của cô ta, nhưng có thể giết người chưa chắc đã là sát thủ. Ta quyết định giết hắn, nhưng có một bất ngờ nhỏ đã khiến kế hoạch của ta thất bại. Sau đó ta phát hiện ra hiện thực làm ta chấn động. Trước khi vụ án chưa được phá, không ai có thể rời Sơn Trang nửa bước. Dựa vào cái gì cơ chứ? Hung thủ đang ở trong số chúng ta. Trước khi trời tối, nếu ta không thể hoàn thành được lời hứa của ta, thì ta sẽ để cho ngươi toàn quyền xử trí. Hắn truy tìm sự thật chính trực dũng cảm. Hắn chính là một bản sao của Giảng Tần Quang, là một thám tử thuần túy. Ta có nên giết hắn không? Tiền bối, ngươi không hề sợ hãi phải không? Thám sự vốn luôn ở ranh giới giữa sống và chết, cũng giống như việc chưa đưa ra được quyết định, việc sống chết vô định, giống như cơm bữa thôi. Hắn có trái tim biết cảm thông của một thám sự. Có những thoáng chốc ta hình như cảm thấy đứng trước mặt chính là Giảng Tần Quang. Giết hắn, kẻ chết đúng là ma đầu Dương Họa hay là truyền nhân của Giảng đại ca? Bi kịch của 8 năm trước là do bọn ta quá hèn nhát. Nếu như bây giờ Dương Họa đã không còn tồn tại, thì thanh niên trẻ tuổi đó chính là niềm hy vọng của giới giang hồ. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, ta đã đưa ra một quyết định hà khắc nhất, và cũng là một quyết định chính xác nhất. Ta phải diệt tận gốc Dương Họa. Cái tên này cần phải hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Ta đã giết tất cả những kẻ biết câu chuyện này, bao gồm cả chính ta. Tại sao? Vì chính Giảng Bất Tri, người không tự mình nhận là ai được, cũng là sự tôn nghiêm của chính chúng ta. 8 năm trước, ta như con chó trốn khỏi Thần Cơ Cốc. Nửa đời còn lại sống theo kiểu trốn chui trốn lũi, thật sự quá mệt mỏi. Cuối cùng cũng không cần phải chạy trốn nữa. Giảng đại ca, các huynh đệ, ta đến đây. Làm anh hùng rất khó, nhưng khó hơn nữa cũng không nên quay đầu. Đương sự đã tìm thấy rồi. Không biết vì sao hắn lại hồi phục thần trí. Bây giờ tên là Giảng Bất Tri, đã tìm trong một thời gian rất dài. Cần ngươi phỏng có ích gì? Nhiếp hồn tán của ta đã thất bại. Thật thú vị. Xem ra ta phải tự mình đi gặp hắn thôi.